hoàn thiện thế giới chỗ tốt không chỉ là thế giới trở nên càng ổn định, phát triển diễn hóa càng nhanh, càng quan trọng hơn là thiên địa chi lực. Giang giật thế giới thiên địa chi lực đều là hắn, bên trong thế giới chi lực càng nhiều, hắn có thể điều động năng lượng hội càng nhiều, chiến lực cũng sẽ càng mạnh. Hắn học xong ngưng kết dung luyện thiên địa chi lực, giống như thiên địa chi lực đủ nhiều, hắn đem vô tận thiên địa chi lực cô động cùng một chỗ, cuối cùng uy lực lớn bao nhiêu giang giật chính mình cũng không dám tưởng tượng sở dĩ giang giật một mực đi theo mạnh nhanh đi bình thường mặt mũi tràn đầy thất thần như cái xác không hồn tâm niệm yên lặng tại trong thế giới của hắn khống chế hỗn độn di động hoàn thiện thông thiên đại trận hắn không thể tiến vào thế giới của mình nhưng tâm niệm có thể khống chế toàn bộ thế giới coi như hắn muốn bên trong bất cứ người nào chết tâm niệm vừa động đều có thể dùng thế giới uy năng đánh giết khống chế hỗn độn di động kia càng đơn giản hơn tâm niệm vừa động hỗn độn liền theo di động mạnh nhanh lúc đầu rất nhàm chán muốn tìm Giang Giật nói chuyện phiếm, đáng tiếc Giang Giật chưa từng phản ứng hắn. Trừ phi hắn nói có tiên thạch, Giang Giật ánh mắt mới có thể tỉnh táo lại trong nháy mắt ngưng tụ một cái đại thủ thu lấy tiên thạch, sau đó tiếp tục làm chuyện của hắn, cái này khiến mạnh nanh phiền muộn đến tổ huyết. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt liền đi qua 20 ngày. Thiên ma phong quá lớn, mạnh nanh không dám thẳng tắp hướng phía trước đi, bắt đầu ở phụ cận vòng quanh, tùy ý bôn tẩu, cái này tiên thạch phun trào không có quy luật, hoàn toàn xem vận khí, A à, có người, bôn tẩu tại một đầu hẻm núi lúc, Mạnh Nanh đột nhiên dừng lại bước chân, hắn cảm ứng được thượng tiên khí tức, thần thức nhanh chóng quét qua về sau, tự cũng không hề để ý. Hẻm núi một cái góc có một cái thượng tiên ẩn núp, xem ra là tại phụ cận tính tu. Tiên thạch đầy đủ, thời gian rất dư giả, tìm yên tĩnh địa phương tiềm tu, đây là rất bình thường hiện tượng. Mặc dù cái này thượng tiên khí tức cũng không mạnh, nhưng Mạnh Nanh không có nghĩ cách cướp đoạt đối phương tiên thạch. Giang giật thu lấy tiên thạch tốc độ nhanh như vậy, hắn không muốn phức tạp, đắc tội với người. Dầm dầm rầm, ngay tại mạnh nanh chuẩn bị mang theo giang giật lúc rời đi, hẻm núi phía dưới mặt đất đột nhiên sóng gió nổi lên, mà lại ba động biên độ phi thường lớn, mạnh nhanh con mắt thoáng cái sáng lên, quát lớn, giang giật, nhanh, tiên thạch đại phun trào. Ông, giang giật trong mắt quang mang lấp lánh, trong tay nhanh chóng ngưng tụ thiên địa chi lực, ánh mắt hướng ba động mặt đất quét tới. Lăn đi, một đạo quát lớn tiếng vang lên, cái kia ngồi chờ tại trong hạp quốc thượng tiên gầm thét, nơi này là bản thượng tiên địa bàn, dám tranh đoạt giết không tha. Giang giật có chút kinh ngạc, có chút do dự, mạnh nanh lại lạnh giọng nói ra, thiên ma phong đều là ngươi sao tiên thạch người người có thể đào lấy, mà lại cái này đại phun trào ngươi có thể thu xong giang giật, thu. Tốt, giang giật rất nghe mạnh nanh, không có chút gì do dự khống chế đại thủ đối kia giữa không trung bao phủ tới. Lúc này hẻm núi phía dưới mặt đất tầng tầng bạo liệt, đầy trời tiên thạch bắn ra, liếc nhìn lại ít nhất có một hai vạn. Uống hay, Giang giật dùng bàn tay lớn vồ một cái nhẹ nhõm bắt được mấy ngàn thu hồi lại, lần nữa như thiểm điện ngưng tụ đại thủ bắt lấy. Mạnh nhanh cùng phía dưới thượng tiên đồng dạng xuất thủ, cái kia thượng tiên trong tay có một cái bình ngọc khống chế trên không trung bay múa, thu lấy tiên thạch tốc độ so mạnh nhanh nhanh hơn. Lần này tiên thạch đích thật là đại phun trào, đã phun ra một hai vạn còn tại phun, Giang giật không khách khí, mỗi lần một trào liền là ba bốn ngàn, hắn tạm thời không thu vào không gian giới chỉ, tùy ý nhét vào phụ cận, tiếp tục bắt lấy. Tại Giang Giật bắt được 5 lần về sau, tiên thạch đình chỉ phun trào, cái kia thượng tiên thu hồi bình ngọc bay vụt mà lên. Hắn nhìn thấy Giang Giật bên người đều là tiên thạch, trong mắt của hắn đều là lãnh quang thân thể bay vụt mà tới. Cút, mạnh nhanh to lớn với đuôi một cái, bọn hắn đạt được tiên thạch đương nhiên sẽ không nhường lại, cái này thượng tiên muốn chiến hắn cũng sẽ không e sợ chiến, nơi này không thể giết người không có nghĩa là không thể lái chiến. Muốn chết, cái kia thượng tiên mặc một bộ hắc bào, khuôn mặt giống như là trung niên nhân, lỗ tai đặc biệt nhọn, cái cầm cũng nhọn, giống như làn da rõ ràng ta nhìn còn giống như linh. Trong tay hắn xuất hiện một thanh khổng lồ xích sắt, đối mạnh nhanh cái đuôi trùng điệp vỗ tới. Ầm, um, xích sắt cùng mạnh nhanh cái đuôi chạm vào nhau, phát ra một đạo tiếng vang nặng nề, xích sắt đẩy ra, mạnh nhanh cái đuôi bị đập bay. Rất rõ ràng cái này thượng tiên chiến lược mạnh hơn một chút, mạnh nhanh cái đuôi lân phiến đều bị đập bay vài miếng. Uống hay, cái này thượng tiên đắc thế không tha người, xích sát thượng phong âm thanh hách hách phù văn lấp lánh hóa thành tàn ảnh đối mạnh nhanh cái đuôi liên tục ném ra vài thước mạnh nhanh thân thể cao lớn thoáng cái tự bị hung hăng đập bay trùng niệm nện vào hẻm núi phía dưới không muốn biến thành phế vật liền đem sở hữu tiên thạch đều giao ra nếu không phế bảo ngươi bọn họ hai cái cái này thượng tiên đứng ngạo nghễ giữa không trung lãnh mâu nhìn xem mạnh nhanh lại tùy ý nhìn giang giật một chút giang giật vừa rồi ngưng tụ bàn tay lớn kia để hắn có chút kinh dị nhưng giang giật là phàm nhân tiên thể đều không có, đây là không thể cải biến sự thật, hắn căn bản cũng không có để ý giang giật. Mạnh đại ca, vừa rồi giao thủ tốc độ quá nhanh, chỉ là một hơi thời gian mạnh nhanh tựu bị nện xuống dưới, giang giật đều không thấy rõ ràng. Nhìn qua cái này vênh váo hung hăng thượng tiên, giang giật nổi giận, ngưng tụ một bàn tay cực kỳ lớn đối thượng tiên tựu hung hăng vỗ tới. Ách, thượng tiên nhìn thấy bàn tay lớn kia ấn sắc mặt hơi đổi, vừa rồi bắt lấy tiên thạch cũng không có cảm nhận được giang giật lợi hại, giờ phút này mới phát hiện đại thủ ấn bên trong khí thức vô cùng dọa người vội vàng nhanh chóng tránh né mà đi muốn chạy trốn giang giật thả ra vô tận thiên địa chi lực bao phủ phương viên mười dặm toàn bộ đều là cô động qua trực tiếp chân áp phụ cận không gian cái kia thượng tiên tốc độ lập tức trở nên chậm chỉ có thể trơ mắt nhìn xem giang giật đại thủ trưởng đánh tới giang giật không thể giết người mạnh nhanh theo hẻm núi phía dưới nổ bắn ra mà lên thấy cảnh này sắc mặt đại biến quát khẽ tại tiên ma sơn giết người Giang giật hẳn phải chết không nghi ngờ a. À. Âm, um, đại thủ trưởng vẫn là đập vào tên kia thượng tiên trên thân thể, bất quá một khắc cuối cùng Giang giật khống chế thiên địa chi lực, kia thượng tiên phía sau hắc bào tầng tầng bạo liệt, sau lưng máu thịt be bét bị đập bay ra ngoài. Lặn đi, Giang giật trợt quát một tiếng, kia thượng tiên hoảng sợ bay lên, nói cái gì cũng không dám nói, như một cái bị hoảng sợ thỏ hóa thành lưu quang hướng nơi xa trốn. mươi 2178, cái này hẻm núi có vấn đề giang giật lần này là lần thứ nhất ở bên ngoài cùng với thượng tiên đối chiến mặc dù có chút không lưu loát phản ứng không nhanh nhưng hiệu quả tốt đến kinh người tốt để mạnh nanh ánh mắt nhìn hắn lần nữa biến thành quái vật không đúng mạnh nanh biến thân làm người có chút kinh nghi nói ra giang giật tại sao ta cảm giác người điều động thiên địa chi lực không phải từ phụ cận thiên địa điều động a ngươi từ chỗ nào triệu tập nhiều như vậy thiên địa chi lực trấn áp cái kia thượng tiên giống như giang giật chỉ là ngưng tụ một cái đại thủ trưởng mạnh nanh sẽ không cảm ứng được như vậy rõ ràng vừa rồi giang giật thế nhưng là điều động rất nhiều thiên địa chi lực chấn áp phương viên người giảm không gian mạnh nhanh vào thời khắc ấy đều bị chấn áp tốc độ đại giảm hắn tự nhiên có thể phát giác giang giật cũng không có điều động phụ cận thiên địa chi lực đã như vậy giang giật thiên địa chi lực ở đâu ra việc này giang giật không tốt giải thích chỉ có thể gượng cười nói ra mạnh đại ca đây là ta cảm ngộ một cái đặc thù thần thông người cũng đừng hỏi nhiều a à, là ta đường đột mạnh nhanh nhẹ gật đầu mỗi người đều có bí mật đều có bảo mệnh thần thông đi hỏi thăm người gia tư ẩn kia là không lễ phép. Hắn một bên nhanh chóng đảo lấy tiên thạch, một bên nhếch miệng cười nói, giang giật, ngươi thật là quái thai a, à, bằng vào ngươi vừa rồi cái kia một tay, ngươi hẳn là có tư cách vào thượng tiên bảng. Đương nhiên hẳn là xếp hạng sau cùng, giang giật phản ứng của ngươi vẫn là chậm, mà lại kinh nghiệm chiến đấu rõ ràng không đủ, ngươi hẳn là dùng thiên địa chi lực trước chân áp đối phương, lại ra tay công kích. A à, giang giật đi theo một bên thu tiên thạch, một bên nhìn qua mạnh nhanh nói ra, mạnh đại ca, xin chỉ điểm. Mạnh Nhanh bình thường chưa từng nói tiên vực thủ đoạn, cũng không nói tiên vực sự tình, khó được hắn nguyện ý chỉ điểm, giang giật cầu còn không được, hắn đối với tiên vực thủ đoạn thế nhưng là biết rất ít. Mạnh nanh nghĩ nghĩ nói ra, thượng tiên người người đều sẽ trưởng khống thiên địa chi lực, sở dĩ thiên địa chi lực là cơ bản nhất thủ đoạn. Bởi vì người người đều sẽ dùng, ngược lại dùng tương đối ít, đa số là dùng thiên địa chi lực ngưng tụ đặc thù tiên thuật công kích, hoặc là dùng bản thể, tỷ như ta, hay là lợi dụng pháp bảo phối hợp thiên địa chi lực công kích ngươi không phải thượng tiên ta không phải truyền thụ cho ngươi tiên thuật nhưng ngươi đã có thể điều động thiên địa chi lực mà lại thiên địa chi lực vẫn là ngưng kết tiếp cận thực thể đồng thời thiên địa chi lực rất nhiều vậy ngươi hẳn là hướng phương diện này phát triển ngươi không cần cái gì tiên thuật cũng không cần pháp bảo tự lợi dụng tuyệt đối lực lượng trấn áp địch nhân đánh bại địch nhân là đủ ngươi đầu tiên được bản thân nghiên cứu một loại lợi dụng thiên địa chi lực phòng ngự thủ đoạn sau đó để thiên địa chi lực nhanh chóng thẩm thấu trấn áp địch nhân cuối cùng lợi dụng thiên địa chi lực cưỡng ép nghiền ép địch nhân. Đây chính là người trước mắt cần tiến bộ phương hướng, một khi ngươi công phòng nhất thể, chiến lực của ngươi tuyệt đối có thể đi vào thượng tiên bảng top 500. Khác ta không dám chỉ điểm ngươi, dù sao ngươi tu luyện con đường cùng ta, thậm chí cùng tiên vực thượng tiên cũng khác nhau. Ta cũng không chỉ điểm ngươi, chính ngươi nghiên cứu đi, hấp thụ nhiều thời tiết linh khí, để thân thể chuyển hóa làm tiên thể, chờ ngươi trở thành thượng tiên rồi nói sau. Hảo hảo, Giang giật nhẹ gật đầu, hai người đem sở hữu tiên thạch đều thu thập hoàn tất nhưng mạnh nanh cũng không có đi mà là nhìn chằm chằm phía dưới đã khôi phục nguyên dạng hẻm núi con người lấp lóe không ngừng làm sao không đi mạnh đại ca giang giật kỳ quái liếc mấy cái cũng không có nhìn thấy hẻm núi có cái gì khác biệt cái này hẻm núi có vấn đề mạnh nanh nhìn mấy lần nói ra cái kia thượng tiên tại cái này ngồi chờ mà lại đại phun trào lúc hắn không có chút nào ngạc nhiên chẳng lẽ nơi này hội thường xuyên đại phun trào nếu không giang giật chúng ta tại cái này ngồi chờ thoáng cái, quyền đương nghỉ ngơi. Tốt, Giang giật một lòng nghĩ hoàn thiện thế giới của mình đại trận, tại cái này ngồi chờ nghỉ ngơi, cũng có thể hấp thu thoáng cái thiên địa linh khí, để cho mình thân thể dễ biến. Lần này đại phun chào hai người đạt được rất nhiều tiên thạch, coi như lãng phí mấy ngày thời gian cũng không có gọi là. Trong khoảng thời gian này đạt được tiên thạch đã đủ nhiều, nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Hai người đi hẻm núi phía dưới, đào một cái địa động, hai người đi vào mồi xếp bằng nghỉ ngơi. Giang giật tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, một bên hấp thu thiên địa linh khí, một bên tiếp tục hoàn thiện thế giới của mình. Thế giới của hắn hỗn độn có ức phản cái, muốn từng cái hoàn thiện dung hợp thành một cái thông thiên đại trận, không có 10 năm 8 năm là không thể nào. Thân thể chuyển hóa cũng chậm, không có 20 năm đoán chừng không có cách nào dễ biến thành tiên thể. Giang giật nhất không kém chính là thời gian, hồng mông thế giới sẽ không có vấn đề, giang giới bên trong hắn thời khắc có thể giám thị, hết thảy đều rất an nhàn hắn tại tiên ma sơn muốn ngốc trăm vạn năm, cái này thời gian mấy chục năm không tính là gì. Hai người tại cái này an nhàn ở lại, hẻm núi một mực không có lần nữa phun trào, chờ hơn một ngày thời gian, mạnh nanh đều có chút không kiên nhẫn được nữa. Dù sao tại cái này khô tỏa, vạn nhất 10 ngày nửa tháng không phun trào, vậy liền thua thiệt lớn. Hắn nhìn thoáng qua giang giật, phát hiện còn tại tu luyện, chỉ có thể nhẫn nại tâm tiếp tục chờ. Các loại chờ thời gian trôi qua 3 ngày sau mạnh nanh triệt để ngồi không yên, hắn đứng lên nói, Giang giật, đi, nơi này không có tiên thạch phun trào. Tốt, Giang giật mở to mắt nhìn mạnh nanh một chút, đứng dậy đi theo mạnh nanh hướng hẻm núi phía trên chạy như bay. Ngay tại hai người vừa mới bay khỏi hẻm núi hơn 10 dặm lúc, mạnh nanh đột nhiên ngừng lại, ánh mắt đột nhiên hướng về sau mặt quét tới, hét lớn, Giang giật, nhanh, phun trào. Là đại phun trào, cái này hẻm núi quả nhiên có vấn đề. a, à, Giang giật ánh mắt khôi phục thanh minh, thân thể như kiểu lưới kiếm sắc bén đi theo mạnh nhanh hướng hẻm núi phóng đi, người ở nửa đường hai tay bắt đầu ngưng tụ thiên địa chi lực đại thủ trưởng, chờ đến hạp gốc cương tốt phun trào, hắn hai cái đại thủ trưởng rõ ràng đánh tới, thoáng cái bắt được 7, 8 ngàn tiên thạch trở về. Uống, mạnh nhanh đầu kia to lớn cái đuôi quét ngang qua, mỗi lần quét ngang đều có thể quét bay bên trên bách tiên thạch, hắn liên tục không ngừng quét ngang, tốc độ cũng rất nhanh, thoáng cái tự quét bay ra ngoài hơn ngàn tiên thạch. Đi, Giang giật duy nhất một lần lại đánh ra hai cái đại thủ trường, vừa nắm một bó to. Đáng tiếc tiên thạch phun trào vẫn là quá nhanh, Giang giật lần này có chuẩn bị cũng chỉ tới kịp đánh ra sáu cái đại thủ trường, bắt trở lại hơn hai vạn tiên thạch. Đáng tiếc, nhìn qua rất nhiều tiên thạch hóa làm lưu quang bay đi, Giang giật âm thầm tiếc rẻ. Cái này đại phun trào mỗi lần đoán chừng có thể phun trào 10 vạn trở lên, đại bộ phận lại lãng phí một cách vô ích, hắn cùng mạnh nhanh đoán chừng cộng lại lấy ra 3 vạn tiên thạch tả hữu. 3 vạn, Mạnh nanh cũng rất là mừng rỡ, ba ngày ba vạn, một ngày bình quân xuống tới liền là một vạn, cái này so với bọn hắn bốn phía loạn chuyển nhanh hơn. Trọng yếu nhất tại cái này ngồi chờ không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, có đầy đủ thời gian tu luyện. Vù vù, mạnh nanh bốn phía bay đi, đem tiên thạch từng mảnh nhỏ thu lấy, trước kia là giang giật trợ thủ chân chạy, mạnh nanh chủ động đi trợ thủ chân chạy. Giang giật, chúng ta ngay tại cái này ngồi chờ, mạnh nanh đem sở hữu tiên thạch thu lấy về sau, hưng phấn nói ra ta đi bố trí một cái huyễn trận đem phụ cận bao phủ đi vào đem chúng ta khí tức cho che giấu tốt giang giật phiêu về sơn động lần nữa bế quan không để ý đến chuyện bên ngoài hết thảy đều có mạnh nhanh đi an bài hắn có thể an nhàn tu luyện cùng bố trí hắn trong thế giới đại trận đây là không còn gì tốt hơn đại trận thành mạnh nhanh bố trí hai canh giờ đem phạm vi ngàn dặm đều bao phủ đi vào tại đại trận thành một khắc này toàn bộ hẻm núi đều biến mất trong đại trận giang giật khí tức cũng đã biến mất Nơi này biến thành một mảnh không duyên cớ không có gì lạ sông núi, giống như không xâm nhập đại trận, theo phụ cận đi ngang qua chắc chắn sẽ không phát hiện bọn hắn. chương 2179, Tiêu Giao Thượng Tiên Đầu này hẻm núi hoàn toàn chính xác có vấn đề, cách mỗi ba ngày đúng giờ đều sẽ phun trào một lần, đằng sau liên tục phun trào hai lần, để giang giật cùng mạnh nhanh triệt để an tâm. Đã phát hiện bảo địa, kia không có khả năng dạng này lãng phí một cách vô ích, giang giật nhín chút thời gian bắt đầu nghiên cứu làm sao bắt lấy càng nhiều tiên thạch. Tiên thạch phun trào tốc độ quá nhanh, giống như ngưng tụ từng cái trong tay đi bắt lấy lời nói, đang ngưng tụ khoảng cách thời gian, lại có đại lượng tiên thạch bay đi. Giang Dật suy nghĩ hai ngày, quyết định đổi một loại phương thức, giống như mạnh nhanh đem tiên thạch quét bay đồng dạng, tiên thạch lại một lần nữa phun trào về sau, hắn ngưng tụ hai cái đại thủ trưởng đối tiên thạch trực tiếp vỗ tới, đem tiên thạch lâm vào đối diện hẻm núi trên vách đá. Không ngừng quét tới quét lui, cái này đại thủ trưởng thiên địa chi lực tiêu hao đến không sai biệt lắm mặt khác lại ngưng tụ một cái đại thủ trưởng tiếp tục quét ngang, dạng này liền sẽ không có khoảng cách thời gian. Tốt, 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 mạnh nanh nhìn thấy đầy trời tiên thạch đều bị quét bay, hưng phấn đến ghê gớm. Tiên thạch thế nhưng là đại biểu cho thời hạn thi hành án A, tiên thạch càng nhiều hai người thời hạn thi hành án càng ít. Giang dập tiên thạch đều không thu, toàn bộ ném cho hắn, ý tứ hết sức rõ ràng, hai người cộng đồng tiến thối, giảm hình phạt cùng một chỗ giảm. Lần này hiệu quả tốt hơn, ít nhất lưu lại 6-7 vạn tiên thạch, Mạnh nhanh mặt mày hớn hở các loại chờ tiên thạch ngừng phun trào về sau, ra hiệu giang giật không cần động thủ, cái này chuyện nhờ và tình hắn tới làm liền tốt. Ha ha, giang giật cười nhạt một tiếng tiếp tục bế quan, hắn thế giới đại trận ngay tại từng bước hoàn thiện, sinh ra thiên địa chi lực càng ngày càng nhiều. Chờ sau này đoán chừng hắn có thể ngưng tụ một cái so vừa rồi càng hơn hơn lần đại thủ trưởng, có thể chặn đường tiên thạch hội càng nhiều. Thiên địa chi lực vận dụng, giang giật ngược lại là không có gì tiến triển, không ai chỉ điểm hắn, hắn không hiểu tiên thuật, chỉ có thể tự mình tìm tòi. Hắn vận dụng thiên địa chi lực thủ pháp vô cùng thô lậu, liền là đi thẳng về thẳng quét ngang, căn bản không có nửa điểm kỹ xảo có thể nói. Bất quá mạnh nhanh để điểm, để hắn có chút một chút phương hướng. Hắn bắt đầu nếm thử dùng thiên địa chi lực tại thân thể bên ngoài ngưng kết thần thuẫn, giống như có thể ngưng kết thành công, trong cơ thể hắn thiên địa chi lực liên tục không ngừng, giống như không phải quá địch nhân cường đại, khẳng định không cách nào đánh giết hắn. Tất cả mọi người là dùng thiên địa chi lực, không thể phá khai hắn thần thuẫn làm sao đánh giết hắn giang giật trong khoảng thời gian này một mực yên lặng đang nghiên cứu phòng ngự thần thuẫn bên trên cái này thiên địa chi lực mặc dù là chính hắn lực lượng nhưng cùng thiên lực vẫn là có khác biệt không có khả năng dễ dàng liền có thể ngưng kết thần thuẫn thiên địa chi lực là các loại nguyên tố chi lực mẫu thể là trong thiên địa thuần túy nhất lực lượng hỏa chi lực thủy chi lực lôi chi lực đều có thể ngưng tụ thần thuẫn theo lý thuyết thiên địa chi lực cũng có thể ngưng tụ a vấn đề đến cùng xuất hiện ở cái nào Giang giật thử rất nhiều lần đều thất bại, thiên địa chi lực ra ngoài thân thể, sẽ tự động lưu truyền, hội lặng yên tiêu tán ở trong thiên địa. Giang giật căn bản là không có cách khống chế bọn hắn định hình, không cách nào khống chế bọn chúng dung hợp thành thần thuẫn, ngăn cản công kích của địch nhân. Cái này thiên địa chi lực cũng cảm giác giống như lưu xa, tại thân thể bên ngoài sẽ tự nhiên lưu động, Giang giật nghĩ đến rất nhiều biện pháp cũng không thể khống chế bọn chúng vững chắc định hình, dung hợp mấy lần thần thuẫn rất nhanh liền chính mình tản ra, để đầu hắn thương yêu không dứt. Giang giật có người đến. Giang giật yên lặng trong tu luyện lúc. Mạnh Nhan một đạo truyền âm đem hắn bừng tỉnh. Hắn con người lạnh lẽo. Cái này bảo địa thế nhưng là bọn hắn giảm hình phạt hy vọng a. À, tuyệt đối không thể để cho người cho đoạt. Hắn đi theo Mạnh Nhan theo hẻm núi bắn ra. Mạnh Nhan thần thức đảo qua đi. Truyền âm tới nói không tốt. Là lần trước cái kia thượng tiên. Hắn tìm một người trợ giúp. Khí tức cảm giác có chút mạnh. Hẳn là thượng tiên bảng cường giả. Làm rồi nói sau. Đối phương kẻ đến không thiệt, Không có gì đạo lý có thể nói. Bảo địa người người đều muốn, cái này không tồn tại đúng sai, nắm tay người nào lớn bảo địa về ai. Tốt, làm, bảo địa như thế mạnh nhanh cũng không muốn nhường cho, hắn lập tức biến ảo chi phí thể, đồng thời đối giang giật truyền âm nói, ta đi trước đứng vững cái kia mạnh thượng tiên, người đem cái kia yếu thượng tiên kích thương, khác đừng đánh chết, lại cùng ta liên thủ đánh lui cái kia mạnh thượng tiên. Mạnh nhanh chủ động yêu cầu lực kháng cường đại thượng tiên, giang giật không khách khí, trong tay hắn thiên địa chi lực liên tục không ngừng tản ra hóa thành từng đạo thanh phong hướng cái kia hắc bào thượng tiên tràn ngập mà đi, sau đó đột nhiên đánh ra một cái đại thủ trường. Hừ, hắc bào thượng tiên bên người một cái người cao thượng tiên, gầy như que củi, hắn hử lạnh một tiếng liền muốn công kích giang giật. Nhưng một đạo suy suy thanh âm vang lên, mạnh nanh đầu kia to lớn cái đuôi hóa thành một đạo hắc quang đột nhiên hướng đầu hắn nện xuống. Cút, lục xoát người cao thượng tiên gầm thét một tiếng, trực tiếp một quyền đánh vào mạnh nanh cái đuôi phía trên, mạnh nanh thống hận một tiếng, cái đuôi bên trên lân phiến tầng tầng bạo liệt thân thể bị tung bay ra ngoài cái này lục soát người cao thượng tiên lực lượng quá tốt đẹp lớn đây là nện ở cái đuôi bên trên giống như nện ở trên đầu sợ là muốn ném ra một cái lỗ thủng to đi ầm um, bên kia giang giật mượn này thời gian một trưởng đem hắc bào thượng tiên cho đập bay hay là hắn khống chế lực đạo tối hậu quan đầu để thiên địa chi lực thu hồi lại nếu không cái này thượng tiên sẽ bị hắn một trưởng cho nghiền thành thịt nát tiểu tử không tệ thế mà che giấu chiến lực ngụy trang thành phàm nhân. Lục soát người cao thượng tiên nhìn qua máu thịt bé bét đồng bạn, trong tay xuất hiện một cái kim sắc ngọc như ý, lạnh giọng nói ra, bản tỏa gọi ánh nến, thượng tiên bảng xếp hạng 820 tên, gia huynh trúc âm, thượng tiên bảng xếp hạng 163. Giống như người thức thời lập tức dẫn người xéo đi, nơi này là bản tỏa, không lặn đi, hừ hừ. Giang giật vừa rồi một trường kia, để ánh nến thượng tiên đối với hắn có chút kiêng kỵ, nếu không đã sớm động thủ, đâu còn hội nói nhảm ha ha để bảo địa đây không phải giang giật phong cách bảo địa có năng giả cư chi giống như ánh nến thượng tiên năng lực áp hắn hắn ngoan ngoãn xéo đi chính là một câu nói nhảm cũng sẽ không nói hắn lặng yên khống chế thiên địa chi lực tràn ngập mà đi trong tay ánh sao lấp lánh lưu chuyển ngưng tụ hai bàn tay to ấn đối phía trước gào thét mà đi quát lớn tiếp hai ta trưởng lại nói hừ hừ ánh nến thượng tiên trong tay kim sắc ngọc như ý hào quang vạn trược mà lại vô hạn biến lớn đối giang giật một cái đại thủ trưởng đột nhiên đánh tới. Mặt khác hắn đánh ra một đạo màu vàng sẫm xoay tròn chảy màu hướng giang giật một cái khác đại thủ ấn đập tới. Oanh, oanh, hai đạo tiếng nổ vang lên, ngọc như ý bị tươi sống nổ bay, màu vàng sẫm chảy màu tức thì bị yên diệt, giang giật một cái đại thủ ấn bôn hội tiêu tán, một cái khác đại thủ ấn tiếp tục hướng ánh nến thượng tiên vỗ tới. Uống, ánh nến thượng tiên chỉ có thể lần nữa đánh ra một đạo xoay tròn chảy màu, nhưng giang giật trước đó thả ra thiên địa chi lực đột nhiên chấn áp mà xuống, để ánh nến thượng tiên tốc độ chậm một phần uống hay giang giật như nộ long bay vụt mà đến một tay liên tục không ngừng đánh ra mấy chục con đại thủ trưởng ánh nến thượng tiên xem xét đầy trời trưởng ấn lập tức trợn tròn mắt yên diệt giang giật trước mặt đại thủ ấn về sau vội vàng hướng nơi xa chạy như bay hét lớn tốt xem như ngươi lợi hại dừng tay đi cái này bảo địa về ngươi giang giật thu hồi thiên địa chi lực ánh nến thượng tiên bay đi đem một cái khác thượng tiên mang đi bay khỏi mười dặm sau mới quay đầu nói ra núi không chuyển nước chuyển chuyện hôm nay ngày sau tất có hồi báo các hạ nhưng có can đảm báo ra danh tự danh tự giang giật sờ lên cái mũi thuận miệng nói ra ta gọi tiêu dao tùy thời hoan nghênh đến báo thù bất quá lần sau ta không chút lưu tình các ngươi không muốn trở thành phế nhân cứ việc tới thử xem thử giang giật không muốn bại lộ tên thật tùy ý dùng con của hắn danh tự chống đi tới ánh nến thượng tiên mơ hồ thì thầm vài tiếng bay mất giang giật thực lực rõ ràng so với hắn mạnh hơn vậy khẳng định là thượng tiên bảng cường giả A, à, vì sao hắn chưa từng nghe nói tiêu giao thượng tiên cái tên này đâu. Cắt cắt chương 2180, bảo địa bị đoạt. Tiêu giao thượng tiên cái tên này vẻn vẹn thời gian nửa năm tựu trở nên rất vang dội. Giang giật cùng mạnh nanh một mực tại cái này ngồi chờ, giao nhiệm vụ đều là mạnh nanh một người trở về. Lần này giao nhiệm vụ, mạnh nanh dòng giã giao 50 vạn tiên thạch, đầy đủ hai người tại cái này ngồi chờ 5-6 năm. Ánh nến thượng tiên cùng cái kia hắc bào thượng tiên rút đi về sau, nuốt không trôi cái miệng này khí tuyên dương khắp trốn bên này có cái bảo địa đưa tới 10 cái thượng tiên thay phiên cướp đoạt cũng may một lần tới chỉ là một cái hoặc là hai cái giang giật cùng mạnh nanh đều có thể miễn cưỡng ứng phó thời gian nửa năm giang giật thực lực cũng không có quá tiến nhanh bộ nhưng hắn có thể miễn cưỡng hóa hình thiên địa chi lực uy lực quá lớn dốc hết toàn lực bất luận địch nhân đến cỡ nào xảo diệu tiên thuật cỡ nào thần kỳ tiên bảo hắn một trưởng cho đánh bay hắn thiên địa chi lực càng ngày càng nhiều căn bản không sợ tiêu hao Điểm trọng yếu nhất, hắn thiên địa chi lực là chính mình, theo thế giới của hắn triệu tập ra quá nhanh, tâm niệm vừa động liền có thể triệu tập. Sở dĩ hắn dùng thiên địa chi lực giống như thiên lực bên kia nhẹ nhõm, căn bản không cần từ thiên địa bên trong lên hấp thụ, lại chuyển hóa làm công kích. Công kích của hắn là liên miên bất tuyệt, như bão tố để cho địch nhân mệt mỏi ứng đối, hắn còn có thể phóng thích thiên địa chi lực trấn áp địch nhân, để cho địch nhân tốc độ cùng tốc độ phản ứng trở nên chậm. Cho dù có cường đại tiên thuật, bị hắn đè ép đều không phát huy được chỉ có thể xám xịt thua chạy. Thiên Ma Phong phục dịch thượng tiên có một ít, cộng lại có mấy trăm, bất quá giang giật đại chiến mười mấy chàng về sau, danh khí chuyển ra. Người người đều biết Đông Bắc phương hướng có một cái tiêu giao thượng tiên, chiến lực đoán chừng có thể xếp vào thượng tiên bảng top 500, phi thường không dễ chọc. Thiên Ma Phong rất lớn, bảo địa có một ít, coi như không tại bảo địa ngồi chờ, khắp nơi tản bộ cũng có thể thu thập rất nhiều tiên thạch. Tiêu giao thượng tiên truyền thuyết rất bá đạo, gặp mặt nói cái gì đều không nói trực tiếp khai chiến mà lại nói rõ ai dám lần thứ hai khiêu khích trực tiếp phế đi phế đi kết cục liền là nộp lên không được tiên thạch cuối cùng bị thủ vệ đánh giết thượng tiên có được dài rằng giặc sinh mệnh giống như không phải vạn bất đắc dĩ ai cũng không muốn tìm chết sở dĩ chậm rãi giang giật bên này trở nên an giật không có người tìm đến phiền phức cũng không người đến đoạt bảo địa giang giật cùng mạnh nanh không biết tình huống bên ngoài mạnh nanh nhàm chán bắt đầu tu luyện bởi vì giang giật căn bản không cùng hắn nói chuyện phiếm một mực xếp bằng ở trong sơn động bế quan giang giới giang đế thành bên trong hậu viện không gian đột nhiên có chút sóng gió nổi lên tiếp lấy thiên địa chi lực ngưng tụ ra một cái bóng mờ trong sân vô số thần thức nhô ra lập tức vỡ tổ bởi vì cái này hư ảnh là giang giật mặc dù cũng không có thực thể hóa nhưng cùng giang giật giống nhau như đúc tiểu giật y phiêu phiêu dẫn một đám người đi tới nhìn thấy giang giật là hư ảnh tất cả mọi người không rõ chuyện gì xảy ra đại gia đừng lo lắng Hư ảnh mở miệng nói, đây là ta dùng thần thông ngưng tụ phân thân, của ta bản tôn giờ khắc này ở tiên vực đâu, rất an toàn. a à nha, mọi người treo lên tâm đều để xuống, mà yêu nhi đi tới nghĩ kéo lại giang giật tay, lại phát hiện là hư ảnh, trên mặt khó tránh khỏi có chút cô đơn. Ha ha, giang giật cười nhạt một cái nói, ta tại tiên vực thời gian ngắn không cách nào trở về, không đang nghi thần kỳ thật một mực có thể dò xét các ngươi. Ta sợ các ngươi lo lắng, lúc này mới ngưng tụ một cái phân thân, lộng ảnh nên biết. Kha lộng ảnh gật đầu nói, đại gia yên tâm đi, ta không có lửa gạt các ngươi, phu quân không có việc gì đâu. Phụ thân đại nhân, một cái đã có người thành niên cao lớn, bất quá mặt phi thường non nớt khôi ngô thiếu niên đi tới, không người nói ra, phụ thân, hài nhi có thể một mực không có lười biếng, ta muốn tu luyện đến thần vương cảnh giới. Tốt, không tệ, Giang giật mỉm cười gật đầu, Giang tiêu giao tu luyện rất khắc khổ, hắn vẫn luôn biết rõ. Hắn nghĩ đưa tay mạc mạc Giang tiêu giao đầu, lại phát hiện chính mình là hư ảnh chỉ có thể cười khổ một tiếng, liếc nhìn mọi người một cái nói, ta đi tu luyện, tranh thủ sớm ngày trở về, đại gia an tâm đi. Giang giật tựu ngưng tụ một cái hư ảnh, cái gì cũng không làm được, tại cái này khiến đại gia đổ lo lắng, không bằng dốc lòng đi tu luyện, ngưng tụ một cái hư ảnh chỉ là để đại gia an tâm thôi. Thu hồi tâm thần, Giang giật tiếp tục khống chế hỗn độn di động, tạo dựng thông thiên đại trận. Hắn đã an trí xong mấy chục vạn cái hỗn độn, toàn bộ thế giới bên trong thiên địa linh khí nồng nặc gấp trăm lần, thiên địa chi lực hắn đã sớm dùng không hết, mỗi thời mỗi khắc đều tại sinh ra. Làm nửa ngày hỗn độn, Giang giật có chút mỏi mệt thu hồi tâm thần, hắn bắt đầu chuyển tham ngộ thiên địa chi lực cách dùng. Mặc dù gần nhất cũng không có thượng tiên đến đoạt bảo địa, nhưng nhân vô viễn lự, thực lực không tăng lên giống như tới một cái cường giả đem bảo địa cho đoạt, hắn cùng mạnh nhanh cuộc sống an giật coi như chấm dứt. Giang giật ưu thế, liền là có được vô tận thiên địa chi lực, mà lại ngưng tụ tốc độ quá nhanh, không cần tốn nhiều sức liền có thể ngưng tụ đại lượng thiên địa chi lực. Lần trước kém chút bị cái kia thượng tiên làm cho bị thương, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp ngưng tụ thần thuẫn đi. Giang giật lấy ra thần tụ diệp khai bắt đầu thôi diễn, để đầu hắn đau chính là, thiên địa chi lực cùng thiên lực không giống, vừa ra tới sau liền sẽ như lưu sa lưu động, không cách nào định hình, không thể thời gian dài hình thành thần thuẫn. Lưu sa nếu không, ta nghĩ biện pháp làm một cái lưu động thiên địa chi lực thần thuẫn. Giang giật trước đó tự cảm ngộ mộ qua một cái lôi hỏa thần thuẫn, hỏa diễm thành đặc thù quý tích tự động lưu chuyển, cuối cùng hình thành một cái kỳ lạ thần thuẫn. Đáng tiếc thiên địa chi lực cùng lôi hỏa khác biệt, bởi vì thiên địa chi lực sẽ tự mình lưu động, sẽ không dựa theo giang giật chỉ lệnh một mực dựa theo ổn định quý tích lưu động, sở dĩ dễ dàng băng tán. Không nghe mệnh lệnh của ta, vậy liền nhìn xem thiên địa chi lực lưu động quý tích, ta một lần nữa thôi diễn ra một loại trận văn, để thiên địa chi lực lẫn nhau giao chức, cuối cùng dung hợp lại cùng nhau. Giang giật nội tâm có một cái phương hướng, trong tay xuất hiện ánh sao lấp lánh, bắt đầu tinh tế đi cảm ứng thiên địa chi lực lưu động quỹ tích, nhìn xem có thể hay không thôi diễn ra một loại trận văn, cuối cùng tại bên ngoài cơ thể hình thành một cái thần thuẫn. Tu luyện không tuế nguyệt, mỗi lần đại phun trào lúc giang giật mới có thể tỉnh lại, thời gian còn lại đều tại tu luyện, một bên hấp thu thiên địa linh khí nhập thể, để thân thể trở nên cường đại hướng tiên thể dễ biến, một bên tham mộ thiên địa chi lực thần lá chắn. 13 ngày sau đó Giang giật ngày tốt lành chấm dứt, mạnh nhanh cảm giác có người tiến vào chính mình nguyễn trận. Trước tiên quát khẽ, Giang giật người đến chuẩn bị khai chiến. Hưu, Giang giật mở to mắt, mạnh nanh đã bay vụt mà lên, hắn vội vàng đuổi theo. Nhưng vừa mới đến hẻm núi phía trên, mạnh nanh lại sắc mặt đại biến một phát bắt được Giang giật truyền âm là thanh hộc thượng tiên bọn hắn trốn. Thanh hộc thượng tiên đông điện cái kia, Giang giật trong đầu hiển hiện một cái tóc vàng khôi ngô nam tử, hắn cắn răng chuẩn bị dừng lại khai chiến. Nhưng mạnh nanh lại gắt gao bắt hắn lại không thả, lần nữa truyền âm nói, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, giang giật, thanh hộc thượng tiên thế nhưng là thượng tiên bảng xếp hạng top 500, mà lại nhà hắn thế lực quá tốt đẹp lớn, ta môn không thể trêu vào A. Tốt A, giang giật không có nắm chắc, chỉ có thể đi theo mạnh nanh đào tẩu, thanh hộc thượng tiên có phụ thân là thiên tiên, đại bá cũng là thiên tiên giống như xếp hạng đều rất trước. Cái này thanh hộc bá đạo như vậy, lần trước liền muốn bọn hắn tiếp nhận dưới hông chi nhục lần này khai chiến đoán chừng muốn ồn ào ra đại sự. Bản tỏa còn tưởng rằng tiêu giao thượng tiên là lộ nào thần tiên nguyên lai là hồng mông thế giới cái kia tạp toái. Thanh hộp thượng tiên đùa cờ thanh âm truyền đến, trốn được thật mau sao lần sau không muốn cho ra gặp được, nếu không đoạn mất hai chân của ngươi, lặn đi. Biệt khuất, giang giật trong mắt đều nổi lên hồng quang, chính mình bảo địa bị người đoạt, đây không tính là cái gì, còn muốn bị nhục nhã một phen hắn cắn răng lạnh giọng nói ra, thanh hộp đúng không các loại chờ ta thần thuẫn ngưng kết thành công, nhìn xem ai đoạn ai hai chân. chương 2181, Trấn áp thanh học. Mạnh nanh trốn được tương đối nhanh, mà lại trước đó huyễn trận bố trí lúc lưu lại thoáng cái chuẩn bị ở sau, tại hai người lúc rời đi huyễn trận tự động khởi động. Đương nhiên loại này cấp bậc huyễn trận đối với thanh học thượng tiên hoàn toàn không là vấn đề, bất quá chờ bọn hắn phá vỡ lúc, giang giật cùng mạnh nanh đã trốn được vô ảnh vô tung. Giang giật mạnh nanh vừa mới không lâu, cái này hẻm núi thế mà tự vừa lúc phun trào, Giang giật cùng mạnh nhanh ở phía xa cảm ứng được bên này đầy trời lưu quang, tức giận đến răng trực dương dương. Không có nhiều tiên thạch nha, nhiều nhất liền là cấp 2 bảo địa. Thanh hộp thượng tiên mang theo hai người nhau nhau thu lấy tiên thạch, thanh hộp thượng tiên trong tay có một cái hắc tháp, thu lại tốc độ quá nhanh. Hai người khác cũng không yếu, lần này phun trào tiên thạch thế mà bị bọn hắn thu lấy chín thành, so giang giật mãnh liệt nhiều. Không có ý nghĩa, thanh hộp thượng tiên nghĩ nghĩ khoát tay nói, còn không bằng chúng ta cái kia bảo địa, chúng ta bên kia duy nhất một lần có thể phun trào hai ba mươi vạn tiên thạch. Thanh hộp tại biên giới Tây Nam đoạt một cái đại bảo địa, lần này trở về giao nhiệm vụ, nghe nói tiêu giao thượng tiên sự tình tò mò tới xem một chút. Bọn hắn chỉ có ba người không có khả năng chiếm cứ hai cái bảo địa, trong lúc nhất thời cảm giác ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc. Hộp ca, nếu không chúng ta đem bảo địa bán, thanh hộp một đồng bạn, một cái khỏe mạnh hán tử nói ra, chúng ta đem cái này bảo địa đưa cho còn lại thượng tiên, nơi này đạt được tiên thạch phân chúng ta một nửa. Chúng ta phụ trách bảo hộ cái này bảo địa không bị cướp đoạt, dạng này chúng ta chẳng phải có thể lấy không tiên thạch sao. Đúng đúng, một cái khác lão giả gật đầu nói, sám báo nói rất đúng, hộp hiếu chiến lực của ngươi tại thiên ma phong là tối cường. Chúng ta hoàn toàn có thể đem tất cả bảo địa đều chiếm lấy, sau đó bán cho khác thượng tiên, chúng ta phụ trách bảo hộ sở hữu bảo địa không bị cướp đoạt. Sau đó mỗi cái bảo địa phân một nửa tiên thạch, cứ tính toán như thế tới. Chúng ta có thể được đến tiên thạch sẽ gia tăng mấy lần. Ý kiến hay, thanh hộp đôi mắt sáng lên, bọn hắn đã biết được bảo chỗ tựu có 8 cái. Giống như mỗi cái bảo địa đều có thể phân một nửa tiên thạch, hàng năm có thể được đến tiên thạch sẽ bội số gia tăng, hắn thời hạn thi hành án chẳng phải có thể nhanh chóng giảm bớt sao. Trước đó hắn vẫn luôn nghĩ đến cướp đoạt khác thượng tiên tiên thạch, nhưng này ta thượng tiên bị cướp mấy lần sau đều học thông minh. Tiên thạch tích lũy đến trình độ nhất định liền lên giao thiên ma lâu đài, không giành được bao nhiêu tiên thạch hắn đều chẳng muốn đoạt hắn chỉ có một thân cường đại chiến lược cùng bối cảnh tại thiên ma phong mặc dù có thể hoành hành bá đạo nhưng không thể được đến quá nhiều tiên thạch không có quá nhiều lợi ích sám báo cái chủ ý này để hắn rất là hài lòng hắn vung tay lên nói vậy ta cùng lão mã trước tiên ở cái này ngồi chờ người đi người liên hệ đi được rồi sám báo như một con báo chạy ra ngoài đi tìm khác thượng tiên giao dịch chỉ là nửa ngày hắn tự mang về hai cái thượng tiên hai người này đồng ý phân một nửa tiên thạch cho thanh học bọn hắn nguyện ý đi theo đám bọn hắn lăn lộn. Cái này tiên phù cầm, nếu có người dám can đảm cướp đoạt bảo địa, các ngươi nói các ngươi là thanh hộc lão đại người. Giống như bọn hắn còn dám cướp đoạt, lập tức đưa tin cho chúng ta, các ngươi mở ra cái khác chiến, chờ chúng ta tới chính là. Sám báo đưa một cái tiên phù đi qua, hai người kia tựa như tìm được chỗ dựa, liên tục gật đầu nịnh nọt nói, được, về sau huynh đệ chúng ta liền theo thanh hộc lão đại lăn lộn, lão đại chỉ vậy chúng ta đánh đâu. Đi, Thanh Hộc vung tay lên bá khí mang theo sám báo hai người rời đi, tiếp tục đi tìm còn lại bảo địa. Giống như không nguyện ý phân một nửa tiên thạch, bọn hắn sẽ cưỡng ép xua đuổi, còn không thức thời kia chỉ có để bọn hắn trở thành phế nhân. Thanh Hộc bọn hắn một nhóm động, chỉ là ba tháng, phụ cận năm cái bảo địa toàn bộ bị bắt rồi, hoặc là quy thuận Thanh Hộc, hoặc là chỉ có thể bị kích thương bỏ chạy. Còn có một cái thượng tiên bị Thanh Hộc tự tay phế đi, tiên hạch cùng tiên thể đều bị phế. Mặc dù có thể chậm rãi khôi phục, nhưng nếu như không có tiên thảo linh dược, muốn khôi phục ít nhất đến mấy chục năm. Nếu như không có tồn chữ đầy đủ tiên thạch, kết cục có thể nghĩ. Thanh hộc một màn này tay lập tức lập uy, rất nhiều thực lực không cao thượng tiên chủ động quy hàng, theo sát thanh hộc bước chân, muốn gia nhập thanh hộc bang. Thanh hộc trước đó cảm thấy không có ý nghĩa, mang theo một đám cấp thấp thượng tiên có làm được cái gì. Giờ phút này đạt được mấy cái bảo địa bành trướng, đem những này người tụ tập lại, đồng thời cũng bắt đầu tu kiến tiên trận. Nhiễm nhiên muốn nhất thống thiên ma phong, đem tất cả bảo địa khống chế trong tay. Giang giật cùng mạnh nanh trong khoảng thời gian này thì rất khổ bức, chỉ có thể ở đông bắc bên cạnh loạn chuyển, nếm qua thịt cá, vừa đưa ra ăn một chút rau dại, mạnh nanh nội tâm cảm giác khó chịu. Một tháng này mới có thể thu thập hơn 10 vạn, tại bảo địa bên trong một lần phun trào vận khí tốt đều có thể cầm hơn 10 vạn tiên thạch A. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, đạt tới thượng tiên về sau, thực lực muốn tăng lên một phần đều rất khó khăn, mạnh nhanh trong thời gian ngắn nhưng không cách nào đột phá, chỉ có thể khổ bước mang theo giang giật bốn phía loạn chuyển. Giang giật ngược lại là an nhàn, tựa như cái xác không hồn đi theo mạnh nhanh, một mực tại trầm tư thôi diễn, hoàn toàn mặc kệ chuyện bên ngoài, hai mắt thất thần, thần bất thủ xá. Giang giật đang làm gì? Mạnh nhanh một bên bôn tẩu, một bên lưu ý giang giật, phát hiện trong tay hắn thỉnh thoảng sáng lên ánh sao lấp lánh, những cái kia tinh quang ở bên cạnh hắn hóa thành vô hình sợi tơ lưu truyền, vô hình sợi tơ ở bên cạnh hắn xoay tròn lưu truyền, thỉnh thoảng có một tuyến tiêu tán ở trong thiên địa mạnh nanh quan sát một hồi lâu cũng không biết giang giật đang làm gì a à, sau nửa tháng giang giật đột nhiên không đi mạnh nhanh dừng chân lại nhìn lại lại nhìn thấy cực kỳ hoa lệ một màn giang giật trong thân thể toát ra ánh sao lấp lánh những cái kia ánh sao lấp lánh hóa thành sợi tơ lẫn nhau đan vào một chỗ tựa như một tấm lưới đem giang giật cho quấn quanh đi vào những này vô hình sợi tơ không ngừng bay múa du tẩu nhưng lẫn nhau ở giữa chưa từng đụng nhau cũng không nhiễu loạn sẽ chỉ lẫn nhau giao chức cái này vô hình sợi tơ du tẩu tốc độ càng lúc càng nhanh cuối cùng giang giật bên ngoài cơ thể hình thành một cái vô hình vòng bảo hộ tựa như vỏ trứng gà đem giang giật bao lũng đi vào một hơi mười hơi một nén nhang cái này vòng bảo hộ còn không có băng tán giang giật con mắt mở ra nhìn qua mạnh nanh nói ra mạnh đại ca thử một chút công kích ta a à, mạnh nhanh trên mặt vui mừng tùy ý điều tập một tia thiên địa chi lực ngưng tụ một cái quyền ảnh đối giang giật đập tới ba tựa như thiết quyền đánh vào trong nước thiết quyền trực tiếp bị đánh tan, mà giang giật bên ngoài cơ thể cái kia thần thuẫn nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là có chút quang mang nóng lánh thoáng cái. Lại đến, giang giật hưng phấn hét lớn, mạnh nanh lập tức kích động lên, giang giật thực lực càng cường đại, hắn liền có thể càng dễ chịu, hắn thân thể nhoáng một cái biến ảo ra bản thể đối giang giật trùng điệp quét tới. ầm um, một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, giang giật bên ngoài cơ thể thần thuẫn thoáng cái tựu bị nện phá, tiếp lấy thổ huyết bay rất ra ngoài đây là hắn tối hậu quan đầu thả ra thiên địa chi lực chấn áp chống cự bằng không hắn cái này tiểu thân bản sợ là muốn bị tươi sống đập nát a à, giang giật ngươi không có việc gì a à. mạnh nhanh chạy như bay tại một đầu trong hốc núi đem giang giật cho nói tới giang giật nở nụ cười khổ nói ra mạnh đại ca ta ngày này lá chắn còn không có triệt để chuẩn bị cho tốt ngươi làm sao toàn lực công kích a à. còn không có chuẩn bị cho tốt a à, mạnh nhanh lúng túng gãi đầu một cái quan tâm hỏi giang giật ngươi cái này cái gì thiên thuẫn thật có thể lĩnh hội thành công sao? Có thể, Giang giật tự tin vô cùng nói ra, nhiều nhất thời gian nửa năm đi, ông trời của ta lá chắn đã cơ bản thành hình, nửa năm tuyệt đối có thể tìm hiểu đại thành, đến lúc đó ta mang ngươi giết trở về, đoạt lại bảo địa, chấn áp thanh học. chương 2182, Thiên Thuẫn Thành Dùng thiên địa chi lực ngưng tụ hộ thuẫn quá khó khăn, bởi vì Giang giật muốn thôi diễn mỗi một tia thiên địa chi lực quý tích vận hành, để bọn chúng lẫn nhau giao chức lại không chạm vào nhau, đồng thời cấu thành một loại kỳ lạ trận văn. Giang giật vận dụng thiên địa chi lực còn không phải rất nhiều, tựa như hắn trong thế giới thông thiên đại trận, hắn chỉ là cấu kết xương cốt, chống lên một cái thân cây. Nếu như muốn cái này thiên thuần huy lực cũng đủ lớn, vậy thì nhất định phải dùng gấp mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần thiên địa chi lực đi tạo dựng, cần thôi diễn thời gian hội tăng nhiều vô số lần. Giang giật đã nắm giữ khiếu môn, đằng sau thôi diễn đã dậy chưa vấn đề lớn, chỉ là thời gian dài ngắn. Hắn phi thường tự tin, chờ hắn thiên thuẫn đại thành về sau, tuyệt đối có thể ngạnh kháng gấp trăm lần mạnh nanh dạng này công kích lực độ. Chỉ cần một lần không thể đánh tan, hắn liền có thể không ngừng bổ sung thiên địa chi lực, vĩnh viễn không cách nào đánh tan. Mạnh nanh trọn vẹn kích động mấy ngày, giang giật tiếp tục thất hồn lạc phách đi theo hắn, cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Mạnh nanh tại hạ giới nhìn như bức hống hống, nhưng tiên vực thật không tính là gì, hộ điện tiên thú nghe rất huy phong, nói cho cùng là chó giữ nhà, là đê đẳng nhất tồn tại. Giang giật như bức, hắn đi theo cũng thoải mái a à, hắn nhưng là giang giật đại ân nhân cùng giang giật cùng một chỗ ở một đoạn thời gian đối với giang giật bản tính hắn hiểu rõ vô cùng giang giật loại người này một khi lên như diều gặp gió hắn tuyệt đối được ích lợi không nhỏ qua mấy ngày mạnh nanh dứt khoát không đi tìm một cái ẩn nấp địa phương để giang giật tiềm ẩn tu luyện hắn thì tại phụ cận đi dạo tùy ý làm điểm tiên thạch lần trước nộp lên đại lượng tiên thạch đầy đủ hai người an nhàn qua mấy năm dạng này tiên thạch mặc dù ít đi rất nhiều nhưng giang giật tổ tuyệt đối an toàn, dù sao bọn hắn chỗ địa phương rất vắng vẻ, cách ly thiên ma bảo đều có hơn 10 ngày lộ trình, không dễ dàng gặp được thượng tiên. Lúc tu luyện thời gian luôn luôn qua thật nhanh, giang giật đều không có cảm giác thời gian trôi qua thật lâu, liền đã 5 tháng đi qua. ầm um, giang giật đột nhiên theo một cái trong hố sâu bắn ra, bay lên trên một tảng đá lớn. Trong thân thể của hắn toát ra ánh sao lấp lánh, cả người đều bị tinh quang bao phủ đi vào. Những cái kia tinh quang chậm rãi biến thành vô hình sợi tơ, dùng tốc độ khủng khiếp tại thân thể của hắn bên ngoài du tẩu, lẫn nhau giao chức, tốc độ càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt tạo thành một cái vòng bảo hộ. Cái này vòng bảo hộ so với trước đó vòng bảo hộ rõ ràng dày đặc rất nhiều, mặc dù là vô hình, nhưng tinh tế đi cảm giác lại phát hiện rất dày. Nếu như nói trước kia giống như là một cái bọt khí, giờ phút này tựa như vỏ trứng gà. Đại thành, ha ha ha, Giang giật ngửa đầu cười to vài tiếng, chấn động đến phụ cận Sơn Phong có chút lay động. Nơi xa mạnh nanh đã bị kinh động, như một đạo kiểu lưới kiếm sắc bén phóng tới, thật xa tự quát khẽ nói, giang giật, thành công. Đi thử một chút, toàn lực công kích, giang giật đầy mắt cuồng nhiệt quát lớn, mạnh nanh đáp lại một tiếng tốt, hắn huyễn hóa ra bản thể, một đầu to lớn cái đuôi đối giang giật đột nhiên vung tới. Oanh, giang giật chỗ thạch phong băng liệt, hắn bên ngoài cơ thể thiên thuẫn lại chỉ là có chút nhộn nhạo thoáng cái. Mạnh nanh cặp kia con người đen nhánh bên trong trong nháy mắt quang mang vạn trược, sau đó hắn cái đuôi liên tục chớp động đối giang giật lần nữa đột nhiên vung đi dầm 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 giang giật phía dưới thạch phong một tiết một tiết bạo liệt thân thể của hắn bị tươi sống vỗ xuống lòng đất nhưng hắn rất nhanh liền nổ bắn ra mà ra bên ngoài cơ thể thiên thuẫn vẫn không có vấn đề gì dầm 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 mạnh nhanh còn không tin ta giang giật cười ha hả khoát tay nói mạnh đại ca ngươi đừng vuốt nếu như ta tính ra không sai coi như sau ngươi cường đại gấp trăm lần công kích đều không phá nổi ông trời của ta lá chắn gấp trăm lần mạnh như vậy mạnh nhanh nháy nháy mắt Công kích của hắn mặc dù không tính rất mạnh, nhưng hắn đây là tiên thú thân thể, thân thể so với bình thường tiên thể mạnh hơn nhiều. Giống như gấp trăm lần, đoán chừng là đỉnh phong thượng tiên công kích lực độ. Người xác định, mạnh nanh có chút hồ nghi nhìn giang giật, nói ra nếu quả như thật có thể bảo vệ tốt ta gấp trăm lần công kích lực độ, kia thanh hộp thượng tiên tuyệt đối không phá được ngươi thần thuẫn, thượng tiên bảng xếp hạng 100 sau đều không phá được. Xác định, giang giật phi thường tự tin, nhún vai một cái nói, người nếu không tin tưởng, có thể cường lực nhất độ công kích đến tốt mạnh nhanh thân thể hắc quang lấp lánh thân thể biến lớn gấp đôi mang theo hách hách tiếng gió hướng giang giật vào tới lần này không phải dùng cái đuôi mà là dùng lợi chảo ầm um, giang giật bị hung hăng bắt được một chảo thân thể lướt ngang mà đi thiên thuẫn vẫn như cũ chỉ là có chút nhộn nhạo thoáng cái mạnh nhanh theo đuổi không bỏ liên tục công kích mấy chục chảo vẫn như cũ không cách nào phá khai giang giật thiên thuẫn mạnh mẽ mạnh nhanh biến trở về chính mình bản thể chịu phục giơ ngón tay cái lên nói, giang giật, người quả nhiên là quái thai, ngày này lá chắn quá mạnh, cái này so tam phẩm tiên thuật hẳn là đều mạnh hơn. Đi, đi, giang giật phung tay lên nói, tìm cường đại thượng tiên đi thí nghiệm xuống. Mạnh nhanh thực lực quá yếu, thí nghiệm không được hiên thuẫn chân chính lực phòng ngự. Giang giật không kịp chờ đợi nghĩ nghiệm chứng nội tâm suy đoán, sau đó đoạt lại bảo địa, hắn cũng không muốn tại địa phương quỷ quái này ngây ngốc trăm vạn năm hai người một đường hướng bảo địa phương hướng bay đi, trên đường phát hiện có chút ít tiên thạch đều không đi đào lấy, trừ phi có tiên thạch phun trào. Bên kia có người, mạnh nhanh có thể sử dụng thần thức dò xét, phi hành nửa ngày sau phát hiện một cái thượng tiên, hắn tra xét rõ ràng thoáng cái nói ra, người này khí thức hẳn là so ánh nến thượng tiên mạnh hơn một chút, giang giật ngươi thử một chút đi. Tốt, giang giật nghênh ngang tiến lên. Rất nhanh khóa chặt bên kia một cái tiềm tu lão giả, hắn chân sau đối một cái cự thạch hung hăng đá vào. Oanh, cự thạch bay lên bắn thẳng đến cái kia thượng tiên tại sơn động tiềm thu thượng tiên nổi giận mở to mắt thân thể lóe lên một quyền đem cự thạch nện đến vỡ nát trong tay hắn xuất hiện một cây trường thương một câu đều không nói đối giang giật hung hăng đâm tới bất quá cũng không có đâm giang giật đầu chỉ là đâm ngực cũng không dám giết người giang giật đều không có tránh né mặc cho kia cán đem thiên ma phong bầu trời đều xé rách trường thương đâm tới này thiên ma phong không gian thế nhưng là dị thường vững chắc giang giật đều không thể bay quá cao có thể thấy được lốm đốm ầm um, trường thương đâm vào giang giật thiên thuẫn phía trên lại phát ra tiếng vang nặng nề giang giật bị lực lượng khổng lồ đánh bay thiên thuẫn có chút sập dờn cũng không có bất kỳ cái gì vỡ tan vết tích ừm um, ba động mạnh một chút bất quá muốn phá vỡ thiên thuẫn căn bản không có khả năng giang giật âm thầm gật đầu thân thể bay vụt mà lên nhấc chân lại là đá một cái cự thạch đi qua lão giả kia nổi giận tiếp tục bay vụt mà đến thương ảnh lấp lóe không ngừng công kích giang giật phanh phanh phanh, đâm mấy chục đoạt, lão giả đằng sau điều động thiên địa chi lực đạt đến cực hạn, hắn phát hiện vẫn là không cách nào đánh tan giang giật thiên thuẫn về sau, chừng giang giật một chút, thế mà một câu không đi xoay người rời đi. Hưu, mạnh nanh từ đằng xa bay vụt mà đến, hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn qua giang giật thiên thuẫn nói, giang giật, vừa rồi tên kia thượng tiên hẳn là miễn cưỡng tiếp cận thượng tiên bảng top 500 chiến lực, đã hắn đều không thể phá vỡ, thanh hộc rất có thể cũng phá không tới, Giang giật trầm tư một chút hỏi, thanh học xếp hạng bao nhiêu? Mạnh Nhan nghĩ nghĩ nói ra, ta bị chấn áp tới hạ giới trước đó, hắn giống như xếp hạng 476, không biết bao nhiêu thứ hạng. Bất quá thời gian cũng chưa qua đi quá lâu, hắn hẳn không có cái gì tăng lên. Đó không thành vấn đề. Giang giật nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía bảo địa phương hướng quát lạnh nói, đi thôi, chúng ta đoạt bảo chỗ đi. chương 2183, Thanh học Bang. Giang giật cùng mạnh nhanh tiềm tu trong khoảng thời gian này, Thanh Hộc đã không sai biệt lắm đem toàn bộ thiên ma phong cũng thống nhất, ít nhất có 5-60 cái thượng tiên gia nhập Thanh Hộc bang, đã biết 16 cái bảo địa đều bị Thanh Hộc bang người chiếm cứ. Đồng thời sở hữu bảo địa phụ cận đều xây dựng tiên trận, ai dám cướp đoạt, Thanh Hộc bang người sẽ lập tức đuổi tới. Toàn bộ thiên ma phong phục dịch thượng tiên giận mà không dám nói gì, thiên ma phong trông coi tường hoa thượng tiên mấy người cũng không thể làm gì. Thanh Hộc bối cảnh quá mạnh, phía sau thế nhưng là có hai cái thiên tiên, hắn cái này cấp bậc còn chiêu chọc không nổi tiên ma sơn là phục dịch địa phương tiên ma sơn có tiên ma sơn quy củ chỉ cần bất phôi cái này mấy đầu quy củ còn lại ngục sứ đại nhân sẽ không quản cũng tỉ như làm tàn một hai người loại chuyện này thường có phát sinh chỉ cần không giết người ngục sứ đại nhân hội mở một con mắt nhắm một con mắt kéo bè kết phái tại còn lại sơn phong thường có phát sinh cướp đoạt khác thượng tiên tiên thạch bảo địa đây càng bình thường tới đây thế nhưng là phạm vào thiên quy cũng không phải đến du ngoạn làm khách đều là phạm nhân tội nhân Bị điểm tội cũng là bình thường nha. Giang giật cùng mạnh nanh không biết loại tình huống này, trong lòng hai người có một cỗ khí, một đường thẳng tắp hướng trước kia bọn hắn chiếm cứ bảo địa phóng đi. Cái kia bảo địa thế nhưng là hai người giảm hình phạt hy vọng A, à, bọn hắn tất nhiên muốn đoạt lại tới. Hai người chạy hết tốc lực dòng dã một ngày, rốt cục đã tới bảo địa phụ cận. Mạnh nanh đi đến phụ cận thần thức quét qua ngừng lại, làm thủ thế nói, không thích hợp A, à, nơi này có rất mạnh nguyễn trận. Giang giật xem xét vài lần nói, trực tiếp phá không phải. Mạnh nanh dò xét một phen, cắn răng nói ra, đi vào đi, trước mặt kẻ huyến trận, Giang giật đợi lát nữa liền dựa vào ngươi, ta không thể dựa vào quá gần, nếu không sẽ bị thanh học. Biết rõ, người khác đừng áp quá gần, Giang giật nhẹ gật đầu, bên ngoài cơ thể toát ra ánh sao lấp lánh, ngưng tụ một cái thiên thuẫn, đi theo mạnh nanh hướng bên trong mạnh mẽ đâm tới mà đi. Có người, chiếm cứ cái này bảo địa không phải thanh học, mà là hai huynh đệ, dương hồng thượng tiên cùng dương lễ thượng tiên có người tiến vào huyễn trận hai người thoáng cái tự phát hiện bất quá hai người cũng không có để ở trong lòng dù sao bọn hắn thế nhưng là thanh học bang ai dám làm loạn giang giật dám làm loạn mạnh nanh tìm một chỗ ẩn núp xuống tới giang giật thì mạnh mẽ đâm tới mà đến dương hồng hai huynh đệ theo hẻm núi bay vụt mà lên giang giật nhìn thoáng qua sau lại mơ hồ có phải hay không tính sai địa phương làm sao không phải thanh học hắn nhìn kỹ vài lần xác định cái này bảo địa liền là trước đó bọn hắn chiếm cứ, hắn đôi mắt có chút trở nên lạnh. Xem ra hai người này cùng Thanh Hộc có quan hệ, nếu không cũng không có khả năng chiếm cứ cái này bảo địa. Dương Hồng lực lượng rất đủ, thật xa tự quát khẽ, ngươi là ai nơi này là huynh đệ chúng ta địa bàn, lăn đi. A à, phàm nhân Dương lễ thần thức đảo qua đi, đầy mắt mơ hồ, bởi vì giang giật bên ngoài cơ thể là thiên địa chi lực hình thành hộ thuẫn, đã hiểu dùng thiên địa chi lực, vậy làm sao có thể là phàm nhân đâu tiêu giao ngươi là tiêu giao thượng tiên dương lễ kịp phản ứng quát khẽ nói. Giang giật thân thể dừng ở giữa không chung, lạnh giọng nói ra, nếu biết danh hào của ta, còn không lập tức xéo đi cái này bảo địa trước đó là ta chiếm cứ. Hừ, dương hồng thượng tiên hừ lạnh một tiếng nói, tiêu giao thượng tiên lại như thế nào ngươi dám cướp đoạt bảo địa chúng ta lão đại sẽ không bỏ qua ngươi, chúng ta thanh hộp bang thượng tiên có 58 người, ngươi dám động thử một chút. Quả nhiên cùng thanh hộp có quan hệ, thanh hộp bang là cái quỷ gì, giang giật đôi mắt lấp lóe sau đó không có chút gì do dự bắn tới một tay ngưng tụ thiên địa chi lực ngưng tụ một cái trăm trượng lớn cự đại thủ trưởng đối phía trước hung hăng vỗ tới thật can đảm dương hồng nổi giận lấy ra một cây phất trần thân thể nhanh chóng chấp động né tránh giang giật đại thủ trường. hắn phất trần đột nhiên hất lên phất trần bên trên lông trắng vô hạn dài ra hóa thành mấy vạn cương châm hướng giang giật đâm tới tranh tranh phất trần bên trên gai nhọn đâm vào giang giật thiên thuẫn bên trên phát ra từng đạo trầm muộn nổ vang. Đem giang giật thân thể nện đến lướt ngang lui ra phía sau, thiên thuẫn nhưng không có bất cứ chuyện gì, chỉ là có chút ba động mấy lần. Uống, một bên khác dương lễ né tránh đại thủ trưởng công kích, trong tay xuất hiện một cái màu đen kình thiên cự côn, đối giang giật đầu hung hăng đập tới. Oanh, giang giật thân thể bị nện rơi xuống mặt ngọn núi, ngọn núi băng liệt, cự thạch lăn xuống, giang giật thiên thuẫn vẫn là không có bất cứ chuyện gì. Đánh đủ chứ đến phiên ta, giang giật bắn tới, thiên địa chi lực lặng yên tràn ngập mà ra, cưỡng ép chân áp hai người. Hai tay của hắn liên tục không ngừng đánh ra đại thủ ấn, như như gió bão mưa rào, để dương lễ dương hồng hai huynh đệ đều không có cách nào phản kích, chỉ có thể mệt mỏi ứng đối tránh né. Mà giang giật thiên địa chi lực chân áp phía dưới tốc độ của hai người đại giảm, khổ không thể tả. Hai người đều có thể điều động thiên địa chi lực, đáng tiếc giang giật thiên địa chi lực là ngưng kết dung luyện qua. Hai người điều động thiên địa chi lực là dòng suối, giang giật lại là sông lớn sóng lớn, căn bản không phải một cái lượng cấp, chỉ có thể bị tươi sống chân áp. Âm, um, Dương Lễ thực lực yếu đi một chút bị vỗ trúng một trường, toàn thân lập tức máu thịt be bét, đây là giang giật tối hậu quan đầu thu hồi thiên địa chi lực, nếu không đoán chừng muốn bị tươi sống chụp chết. Hưu, Dương Hồng không dám tiếp tục đánh, hóa thành một đạo lưu quang ôm lấy Dương Lễ chạy như điên. Giang giật không có đi truy, dù sao giết không được người, đánh lui là được. Tiêu giao thượng tiên, người chờ, lập tức người liền sẽ hối hận. Dương Hồng tiếng hét phẫn nộ từ đằng xa truyền đến, Giang giật nhún vai vốn không có để ý. Mạnh nhanh từ đằng xa chạy như bay đến, nhếch miệng cười nói, Giang giật, đủ mãnh liệt, một đối hai đều nhẹ nhõm đánh bại, hai cái này cũng đều là thượng tiên bảng cường giả. Giang giật cũng không có đắc ý, ngược lại cau mày, trầm tư một lát hắn khe khẽ thở dài nói, phòng ngự của ta đủ mạnh, liền là công kích yếu đi một chút, tao ngộ tốc độ nhanh cường giả, ta khẳng định không thương tổn được bọn họ. Dựa vào, Mạnh nanh ngượng ngùng sờ lên cái mũi nói, người mới sống bao nhiêu năm cùng người đối chiến lão gia hỏa cái kia không sống lấy mấy vạn mấy chục vạn năm người thiên địa chi lực đã có thể ngưng kết gần thực thể. Đây chính là người chỗ dựa lớn nhất, người chậm rãi lĩnh hội công kích tiên thuật chính là. Ừm ừm, Giang giật nhẹ gật đầu, hắn thiên địa chi lực là hắn trong thế giới, có thể ngưng kết gần thực thể, đây là hắn ưu thế lớn nhất. Ta đi bố trí thoáng cái huyến cảnh mạnh nanh nghĩ nghĩ, nơi này huyến cảnh là kia hai huynh đệ bố trí, nếu có địch nhân vào đây hắn cũng không thể nhận biết không cần giang giật khoát tay áo nói thanh hộc bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tới đi bố trí không có ý nghĩa vẫn là chờ đại chiến kết thúc đi cũng thế mạnh nanh nhẹ gật đầu hai người kia là thanh hộp tiểu đệ thanh hộp khẳng định sẽ tìm đến hồi trở lại cái này trang tử cướp đoạt cái này bảo địa giang giật đều không đi hẻm núi phía dưới an vị tại hẻm núi bên trên nhắm mắt trầm tư bắt đầu lĩnh hội công kích thần thông Chiến đấu mới vừa rồi để hắn phát hiện một chút tệ nạn, Dương Hồng Dương lễ hai huynh đệ giống như tốc độ lại nhanh chút, hắn đều không thể chấn áp, không cách nào đả thương. Hắc hắc, lần nữa đoạt lại bảo địa, mạnh nhanh trên mặt trong bụng nở hoa, cái này bảo địa thế nhưng là đại biểu cho hai người giảm hình phạt hy vọng a. À. Hiu hiu hiu, mạnh nhanh nội tâm khuấy động còn không có bình phục, chỉ là nửa canh giờ, phương Bắc tổ truyền đến từng đạo tiếng xé gió, mạnh nhanh thần thức quét qua sắc mặt đại biến, một bên hướng phía nam chạy trốn, một bên truyền âm nói, giang giật, tới thật nhiều người, ít nhất có hơn 20 cái. Ta rút lui trước, người như gánh không được, cái này bảo địa không cần cũng được, có thể tuyệt đối đừng bị phế. Hơn 20 người, giang giật kinh ngạc hướng phương Bắc nhìn lại, thanh học sẽ đến đoạt lại bảo địa hắn biết rõ, nhưng cái này cũng tới quá nhanh, quá nhiều người a. À. chương 2184, Chiến Quần Tiên Thanh Hộc để cho người ta tại sở hữu bảo địa phụ cận xây dựng tiên trận, này thiên ma phong nói đến rất lớn, kỳ thật cũng không tính lớn, truyền tống tiên trận chỉ cần cấp thấp nhất là được, truyền tống tới tốc độ cũng nhanh. Dương Hồng Dương lễ đưa tin cho sám báo lúc, sám báo chính dẫn người cướp đoạt một cái bảo địa, nhận được tin tức tự nhiên trước tiên mang theo kia hơn 20 cái thượng tiên chạy tới. Thanh Hộc không cùng bọn hắn cùng một chỗ, Thanh Hộc gần nhất một mực an nhàn ở tại thiên ma phong một cái động thiên phúc địa bên trong, còn thu hai cái nữ thượng tiên làm tiểu thiếp, thời gian trôi qua tiêu giao đến không muốn không muốn. Sám báo cho rằng mang theo nhiều người như vậy, đầy đủ phế đi giang giật, liền không có quấy giày thanh học. Thanh học không đến, giang giật nhìn lướt qua mọi người, âm thầm cảm ứng thoáng cái khí tức, phát hiện toàn bộ cũng không tính là quá mạnh, tối cường liền là sám báo thượng tiên, hẳn là tiếp cận thượng tiên bảng top 500 chiến lực. Thanh học giang giật còn không sợ, đám người này chiến lực không mạnh, giang giật càng không e ngại, liền là người có chút nhiều, chỉ cần cẩn thận vài ngày lá chắn hẳn là không phá được. Hắn đứng tại thạch phong bên trên không nhúc nhích, lặng lặng chờ đợi kia hơn 20 người rộng tới. Sám báo mang theo hơn 20 người nghênh ngang bay tới, trong ánh mắt đều là đùa cợt, nhìn thấy Giang giật không có trốn, hắn cười ha hả nói, ha ha ha, Giang giật, người lá gan thật to lớn, lại dám cướp chúng ta thanh hộc bang bảo địa. Lần trước cho ngươi chạy trốn, lần này ngươi liền chuẩn bị ngoan ngoãn biến thành phế nhân đi. Chỉ bằng các ngươi, Giang giật hừ lạnh một tiếng, không đợi đối phương động thủ, hắn động thủ trước. Thiên Tuấn ngừng kết về sau, hắn đối người quần nhiều nhất địa phương phóng đi, thiên địa chi lực phóng thích lặng yên tràn ngập mà đi, đồng thời hắn dùng thiên địa chi lực nhanh chóng ngưng tụ từng cái đại thủ ấn đối phía trước gào thét mà đi. Thật can đảm, tản ra, động thủ đừng giết người, làm phế là được. Sám báo thượng tiên nổi giận hét một tiếng, mười mấy người lập tức động thủ, đối giang giật bên này đánh ra thiên địa chi lực ngưng tụ công kích, ý đồ đánh sơ sát giang giật công kích. Còn có bảy tám cái thượng tiên thì hướng hai bên tản ra, chuẩn bị đem giang giật vây quanh công kích. Nào biết, Giang Giật Thiên Địa Chi Lực là ngưng kết dung luyện qua, công kích lực độ xa xa không phải bọn hắn có thể so. Bọn hắn công kích không chỉ có không có đánh sơ sát Giang Giật bàn tay, ngược lại bị Giang Giật đại thủ trưởng cho đánh tan. Lui, chờ bọn hắn muốn rút đi thời điểm, Giang Giật lặng yên tràn ngập Thiên Địa Chi Lực lập tức chân áp bọn hắn, toàn bộ tốc độ đại giảm. Mười mấy người thoáng cái loạn thành một đoàn, dù sao Giang Giật thế nhưng là còn tại liên tục không ngừng đánh ra đại thủ trưởng, tốc độ quá nhanh. Sám báo tốc độ rất nhanh, trực tiếp đem hai người đụng bay ngược đi. Phía trước nhất mấy người thảm rồi, bị Giang giật đại thủ ấn vỗ chúng, từng cái nổ bay ra ngoài, toàn thân máu thịt be bét. Giang giật lần này nảy sinh ác độc, công kích mặc dù cuối cùng khống chế thoáng cái, nhưng phàm là bị đại thủ ấn vỗ chúng, từng cái đều đả thương nặng, mấy nửa thân thể đều bị tạc nát, cũng may đầu không có bạo liệt, nếu không trong nháy mắt liền sẽ chết đi. Thân thể nổ tung, tiên hạch tự nhiên là cũng nát, nói một cách khác bọn hắn tu vi bị phế, muốn một lần nữa ngưng tụ ra tiên thể ít nhất phải mấy chục năm những người này kết cục đã chú định chỉ có một con đường chết trừ phi thanh hộc bang bọn hắn nộp lên cái này mấy chục năm nhiệm vụ cần thiết tiên thạch tt nhìn thấy từng cái thượng tiên nổ bay vô số thượng tiên sắc mặt đại biến giang giật quá độc ác lần này đối mặt tựu phế đi bốn cái thượng tiên giết hắn giết hắn xám báo tức hồn hển bạo hống còn lại thượng tiên cắn răng công kích các loại pháp bảo tiên thuật đánh vào giang giật thiên thuẫn phía trên nhưng ngày này lá chắn nhưng thủy chung bất phá rầm 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 giang giật hai tay liên miên không dứt đánh ra đại thủ trưởng bốn phương tám hướng khắp thiên đều là hắn thân thể tả đột hữu thiểm bảo trì cùng một thời gian không bị mấy người công kích đến nơi này bất luận kẻ nào một lần đều không thể phá vỡ hắn thiên thuẫn chỉ cần không bị mấy người đồng thời công kích hắn có thể coi thường bất luận người nào công kích a à, lại một cái thượng tiên bị phế giang giật đôi mắt lạnh như băng nơi này không thể giết người lại không nói không thể phế nhân còn những người này phế đi về sau có thể hay không bởi vì giao không thượng tiên thạch bị giết, đây cũng không phải là chuyện hắn lo lắng. Đã có lá gan tìm hắn để gây sự, vậy sẽ phải tiếp nhận hậu quả, hắn chiến lực không mạnh mẽ bị phế cũng sẽ không oán trời trách đất. Thế giới này một mực như thế, hạ giới như thế, thiên giới như thế, tiên vực vẫn là như thế, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Uống, sám báo trong tay có ba cái tản ra màu xám chảy màu viên cầu, đây là hắn một cái tối cường pháp bảo. Viên cầu đánh trúng người lúc, có thể thông qua thiên địa chi lực chấn động ra gấp 10 lực lượng, người bình thường bị nện trên thân thể, đoán chừng tiên hạch đều có thể chấn vỡ. Đáng tiếc hắn ném ra đi rất nhiều lần, giang giật thiên thuẫn đều không có bất kỳ cái gì sự tình, lực lượng của hắn đều không thể chấn động đi vào, bị thiên thuẫn nhẹ nhõm hóa giải. Tiểu tử này làm sao mạnh như vậy? Sám báo có chút không thể tiếp nhận sự thật này, một cái hạ giới phàm nhân, đều không có ngưng tụ tiên thể. Bản không có tư cách đến tiên vực, Phạm tội bị bắt tới tiên vực phục dịch, lại ngay cả một đám thượng tiên đều làm sao hắn không được. Rầm rầm rầm, giang giật tiêu diệt từng bộ phận, khóa chặt mấy cái thượng tiên liền là đuổi đánh tới cùng, đại thủ ấn như như gió bão mưa rào vỗ tới. Đồng thời lợi dụng thiên địa chi lực chấn áp, để cho địch nhân tốc độ đại giảm. Hắn đánh tới đánh lui liền là cái này hai chiêu, bất quá cái này hai chiêu đầy đủ, dốc hết toàn lực, hắn thiên địa chi lực ngưng kết dung luyện qua, bá đạo tới cực điểm. 26 cái thượng tiên vừa rồi vừa đối mặt bị trọng thương năm cái, bị phế bốn cái, mới trôi qua mười mấy hơi thở thời gian, lại bị phế ba cái, trọng thương bốn cái. Còn lại thượng tiên đều luống cuống, dù sao ai cũng không muốn bị phế đi, ngừng tụ tiên thể quá khó khăn. Giống như ở bên ngoài ngược lại là có thể mua sắm tiên thảo linh dược loại hình khôi phục, ở chỗ này nhưng mà cái gì đều không có a. À. Sám báo đối Giang giật theo đuổi không bỏ, hắn là thanh học bang nhân vật số 2, thật vất vả chỉnh hợp thanh học bang, tranh đoạt nhiều như vậy bảo địa. Giống như trận chiến này thất bại, thành hộc bang lực ngưng tụ sẽ giảm bớt đi nhiều, bọn hắn liền không thể giữ vững nhiều như vậy bảo địa, cũng không thể mỗi ngày điểm số không hết tiên thạch. Chỉ là, bất luận hắn có hay không nhận, Giang giật lần này đại thắng đã thành kết cục đã định. Còn lại thượng tiên cũng không dám cùng Giang giật đối kháng, toàn bộ lấp lóe tránh né, không dám tới gần. Oanh, Giang giật lại đem một cái thượng tiên đập thành trọng thương về sau, thân thể đột nhiên dừng lại, ngạnh kháng đằng sau ba cái viên cầu một lần công kích tốc độ của hắn đã tới cực hạn hướng sau lưng sám báo vào tới hai tay đánh ra đầy trời trưởng ấn a à, trước đó giang giật một mực không có công kích sám báo để hắn coi là giang giật không dám cùng hắn đối địch giờ phút này nhìn thấy đầy trời trưởng ấn có chút luống cuống không bằng hắn dù sao cũng là thượng tiên bảng gần 500 cường giả lập tức thu hồi viên cầu ở bên người trăm trượng nhanh chóng bay múa đem giang giật một cái đánh tới từng cái bàn tay đánh sơ xác hừ giang giật thiên địa chi lực chấn áp sám báo ba cái viên cầu tốc độ trong nháy mắt chậm lại. Giang giật liều mạng đánh ra đại thủ trưởng, ngẫu nhiên lại dùng thiên địa chi lực ngưng tụ một cây cây trường thương đầy trời hướng sám báo đâm tới, để sám báo mệt mỏi ứng đối, căn bản là không có cách công kích chỉ có thể thủ hoảng cước loạn không ngừng tránh né, phòng thủ. Oanh, tại một nén nhang về sau, Giang giật tìm kiếm một cái cơ hội một trưởng đem sám báo cho nổ bay, hắn còn không buông tha sám báo, lần nữa đâm ra mấy phát, đem sám báo nửa người dưới đâm vào vỡ nát toàn trường câm như hến. Giang giật liếc nhìn trốn ở phương xa không dám dựa đi tới sáu bảy thượng tiên, quát lạnh nói, đem tất cả mọi người khiêng đi, trở về nói cho thanh học. Đừng tìm ta giang giật phiền phức, nếu không đám người này liền là kết cục của hắn. chương 2185, cấp 3 tiên bảo. Giang giật một trận chiến này đánh cho động tính quá lớn, hơn 20 cái thượng tiên, có cửu cái bị phế, trọng thương 11 cái, cái này tại thiên ma phong trong lịch sử đều là rất ít gặp. Sự tình thoáng cái truyền ra, Thanh Hộc nổi giận vô cùng. Bất quá không có lập tức động thủ, mà là theo hắn động thiên phúc địa mang người đi thiên ma bảo, rõ ràng dự định để tường hoa thượng tiên ra mà chém giết Giang giật. Thanh Hộc bang từng cái tức giận không thôi, rất nhiều người lại nội tâm lo lắng bất an. Giang giật thủ đoạn quá độc ác, giống như Thanh Hộc đều không phải là đối thủ của hắn, Thanh Hộc bang người sợ là đều không có quả ngon để ăn. Còn lại bị Thanh Hộc bang lấn ép thượng tiên nghe nói tin tức về sau, người người vỗ tay khen hay, hả giận không thôi. Thanh Hộc bang chiếm người đông thế mạnh, gần nhất khắp nơi đoạt bảo địa, cướp đoạt tiên thạch, bọn hắn là dám giận không dám nói, nhiều người như vậy bị trọng thương bị phế, bọn hắn đều hưng phấn không thôi. Thanh Hộc mang người trùng trùng điệp điệp đi Thiên Ma lâu đài, nhưng mà Tường Hoa thượng tiên căn bản không có để ý tới, chỉ nói là việc này hắn hội điều tra, hết thảy chờ điều tra ra kết quả sau lại nói. Điều tra, đây là rõ ràng qua loa, việc này còn cần điều tra cái gì Thanh Hộc bang một đám người đều bị phế? rất nhiều người mang theo tổn thương đi thiên ma lâu đài, đây đều là bằng chứng. Tường hoa thượng tiên đây là mở mắt nói lời bịa đặt, nói rõ thiên vị giang giật. Đương nhiên, thanh học lần trước phế đi một người, tường hoa thượng tiên cũng không để ý. Hắn ý tứ hẳn là rất rõ ràng, chỉ cần không nháo chết người, các ngươi làm sao đấu hắn đều mặc kệ. Theo thiên ma lâu đài ra, thanh học thượng tiên lập tức dẫn người hướng giang giật bên kia truyền tống mà đi. Trận này tử không có thể không tìm về đến, thanh hộp băng đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ, hắn khống chế bảo địa cũng sẽ bị đoạt. Thanh hộp khống chế 17 cái bảo địa, có 3 cái bảo địa là nhất cấp bảo địa, cách mỗi 3 ngày có thể lấy được 20 vạn tiên thạch. Còn lại đều là cấp 2 bảo địa, tiên thạch bình quân xuống tới một ngày có thể phân đến trên tay hắn mấy chục vạn, giống như tiếp tục kéo dài đoán chừng nhiều nhất mấy chục năm liền có thể đạt được tự do. Sở dĩ bảo địa hắn nhất định phải cầm xuống, giang giật nhất định phải chân áp hắn mang theo hơn 30 thượng tiên trùng trùng điệp điệp truyền tống đi qua, hắn cũng không có mạo muội hành động, chờ toàn bộ người truyền tống tới sau hắn hạ lệnh, toàn bộ giải tán, vây giết đi qua, ta vừa động thủ, các người đều động thủ công kích. Cái này, kia hơn 30 thượng tiên biến sắc, một người nói ra, thanh hộp lão đại, giống như đem giang giật giết chết nữa nha. Mọi thứ ta chịu lấy, các người sợ cái gì thanh hộp lãnh mâu quét qua nói, ngục sứ đại nhân còn dám giết ta không thành. Ngục sứ đại nhân tại tam thập lục thiên tiên bên trong xếp hạng thứ 9, mà nhà hắn có hai cái thiên tiên, đại bá của hắn còn xếp hạng 12, sau ngục sứ đại nhân yếu không được quá nhiều, bao nhiêu sẽ cho ta mặt mũi đi. Lại nói đánh giết sang giật một phàm nhân, có thể ra cái đại sự gì. Mọi người yên tâm lại, nhao nhao hướng bốn phương tám hướng tiềm hành mà đi. Kề bên này mạnh nhanh thiết trí một chút tiểu tiên trận, bên này người khẽ động mạnh nhanh tự cảm giác được. Không tốt, lần này đoán chừng tới rất nhiều người, Thanh Hộc khẳng định đến rồi. Mạnh nanh cảm giác ba phương hướng tiểu tiên trận đều bị xúc động, hắn vốn định nhắm hướng đông bên cạnh bỏ chạy, giờ phút này không dám chạy trốn. Giang giật không thể phát ra thần thức, không cách nào cảm giác được địch nhân, hắn đôi mắt lấp lẽ, suy tư một lát quát khẽ nói, người giấu ở cái này trong hạp gốc không nên động, ta đi hấp dẫn địch nhân, người xem thời cơ chạy ra chiến trường. Giống như không có có cơ hội tự trốn ở chỗ này, bọn hắn muốn đối phó người là ta, sẽ không làm khó ngươi. Tốt, chính ngươi cẩn thận, mạnh nanh nhẹ gật đầu, thu liếm khí tức giấu ở hẻm núi phía dưới. Giang giật khí thế toàn thịnh, thân thể nổ bắn ra mà lên, gầm thét, thanh học, ngươi còn dám tới gây sự lần trước có phải hay không phế người còn chưa đủ thêm lần này dám ra tay người, toàn bộ phế bảo ngươi bọn họ, ta giang giật nói được thì làm được. Giang giật tiếng giống giận dữ dùng thiên lực dao động, vang vọng phương viên mấy trăm dặm. Những cái kia hướng bên này vây giết tới thượng tiên bước chân toàn bộ thả chậm một chút, giang giật hung danh quá thịnh, hắn đã dám phế đi bọn hắn bảy tám người, khẳng định không thèm để ý thêm phế mấy cái. Hưu, Giang giật hướng mặt phía bắc cuồng bạo phóng đi, lần nữa giống giận, Thanh Hộc ba người nghe, trận chiến này là ta cùng Thanh Hộc ở giữa ân hoán, các ngươi ở một bên nhìn xem là được, ai dám xuất thủ ta Giang giật thề muốn phế hắn. Năm đó ta ngay trước hình xử đại nhân mặt dám giết kim lệ thượng tiên, giết các ngươi cũng không tính là gì. Ta Giang giật chưa từng sợ phiền phức, không sợ chết cứ tới. Giang giật một tiếng này bạo giống đem càng nhiều người dọa sợ, nguyên bản rất nhiều người nghe Giang giật cái tên này có chút quen tai, là triệt để bị hù dọa. Nguyên lai là hồng mông thế giới cái kia hung đồ, hình sử đại nhân liền là bị hắn kéo xuống ngựa, có động thủ hay không kim lệ thượng tiên hắn cũng dám giết, sám báo cũng dám phế chúng ta nói không chừng sẽ bị hắn trực tiếp giết chết ra. Trước xem tình huống một chút, nhìn xem thanh hộc lão đại là không là đối thủ của hắn, chúng ta rồi quyết định phải trang ra tay đi. Đúng đúng, chúng ta trước xem tình huống một chút chờ thanh hộc lão đại và hắn một trận chiến lại nói bốn phía thượng tiên đều bị giang giật hung danh hù dọa đây chính là đem hình sử đại nhân đều có thể kéo xuống ngựa mãnh nhân kim lệ thượng tiên bị hắn giết chết thế mà không có bị xử tử nghinh ngang tại cái này phục dịch giang giật như không có bối cảnh ai mà tin đâu thanh hộc cũng có đại bối cảnh hai hổ tranh chấp bọn hắn những ngày tiểu lâu lâu lẫn vào khẳng định không có chuyện tốt không bằng trước quan chiến thanh hộc ra đánh với ta một trận giang giật chợt quát một tiếng thanh hộc liếc nhìn bên người ba bốn thượng tiên nhìn thấy bọn hắn đều có chút sợ hãi lập tức nổi giận cũng không nói lời nào thân thể bay lên không hướng giang giật bay đi quát lạnh nói giang giật lần trước cho ngươi chạy trốn lần này còn dám nháo sự phế huynh đệ của ta hôm nay không phế bảo ngươi ta thanh hộc cũng không cần tại tiên vực lăn lộn tới đi giang giật sừng sững tại một tòa thạch phong phía trên nhìn thấy thanh hộc tóc vàng bay múa khí thế cuồng bạo bốn phía bầu trời cũng hơi phồng lên nơi này chính là tiên ma sơn A, thượng tiên bảng top 500 quả nhiên bất phàm. Thanh hộp thượng tiên trong tay xuất hiện một tòa hắc tháp, hắn tại giang giật phía trước vạn trượng sừng sững, quát lạnh nói, giang giật, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, quỳ thuận ta thanh hộp bang, ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng, nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha 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 ha, giang giật cười ha hả tóc đỏ bay múa, hắn không yếu thế chút nào nói ra, thanh hộp, ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, gia nhập ta tiêu giao môn, ta tha cho ngươi khỏi chết, nếu không hôm nay coi như phụ thân ngươi đích thân đến cũng không thể nào cứu được ngươi. Vậy thì chết đi, thanh hộp nổi giận hét lớn, trong tay bảo tháp bay ra, lớn lên theo gió, phía trên chảy màu dạng dỡ, hắc quang lấp lánh, bốn phương tám hướng thiên địa chi lực bị bảo tháp nhanh chóng hấp thu, cả tòa bảo tháp trở nên vô cùng nặng nề, khí thức đặc biệt dọa người, cảm giác tựa như là một tòa tiểu thiên ma phong đồng dạng. Cấp ba tiên bảo, giang giật ngươi phải cẩn thận, mạnh nhanh đột nhiên đưa tin ra, trong lời nói đều mang theo một tia ngưng trọng, cái này tiên bảo có thể hấp thu thiên địa chi lực, lực công kích đặc biệt kinh khủng, bị đụng vào ta đoán chừng sẽ bị nghiền thành bột mịn. Thượng tiên bảng top 500 quả nhiên mạnh mẽ, Giang giật cảm nhận được cái này tiên bảo lợi hại, nội tâm của hắn âm thầm ngạc nhiên, đây là cấp 3 tiên bảo, nếu như là cấp 2 nhất cấp tiên bảo đâu thanh hộp là thượng tiên bảng top 500, trước 100, 10 vị trí đầu nên mạnh bao nhiêu chiến lược A. Chiến, đến cục diện như vậy, không có chuyện gì để nói chỉ có tử chiến đến cùng, lùi một bước đối với tới nói liền là vực sâu vạn trường. chương 2186, khổ chiến, đánh đòn phủ đầu, đi sau người chế trụ, đối phương đã lượng kiếm, gian giật không có bất kỳ cái gì khách khí có thể nói. Thiên Tuấn mở ra, thân thể hướng phía dưới thẳng rơi mà đi, ở phía dưới mấy cái thạch phong bay vọt, chuẩn bị vòng qua không trung tòa kia bảo tháp, trực tiếp công kích thanh hộc bản nhân. Hắn lập lại chiêu cũ, lặng yên thả ra một chút thiên địa chi lực, tiềm phục tại trong thiên địa lặng yên không một tiếng động hướng thanh hộc lan tràn mà đi, tâm hắn niệm khẽ động những này thiên địa chi lực liền có thể trấn áp thanh hộc. Hừ, nhìn thấy giang giật hướng hắn chạy như bay đến, thanh hộc trùng điệp hừ một cái hai tay khẽ động, kia bảo tháp như một tòa núi cao hướng giang giật pha chạm mà tới. Tốc độ quá nhanh, chỉ là nhìn thấy một đạo hắc ảnh, giang giật căn bản không kịp tránh né, bị hung hăng nghiền ép xuống dưới. rầm dầm dầm, một tòa cử đại thạch phong bị nghiền thành bột mịn, Giang giật bị bảo tháp cho chấn áp xuống dưới, chờ bảo tháp bay lên lúc, tất cả mọi người thần thức đều hướng Giang giật quét tới. Tốt, mạnh nhanh quét qua sau tinh thần đại chấn, Giang giật thân thể bị nện vào lòng đất, bốn phía mặt đất vỡ ra đạo đạo khe rãnh, nhưng thiên thuẫn cũng không có phá vỡ. Chỉ cần không phá nổi thiên thuẫn Giang giật tự có thắng hy vọng. Cái này, rất nhiều thượng tiên thì hai mặt nhìn nhau, giống như đổi lại bọn họ đều biến thành thịt nát, bọn hắn tiên thể căn bản không chịu nổi, Giang giật thế mà không có việc gì rất nhiều người âm thầm may mắn, may mắn không có vội vã xuất thủ, giang giật cũng còn không có ngưng tụ tiên thể, tự có như thế kinh khủng chiến lược. nếu như nói hắn không có bối cảnh, không có cường giả chỉ điểm hắn có thể sao? nguyên bản có mấy người muốn động thủ, giờ phút này đều ngừng lại. xem thanh hộp điệu bộ này hôm nay muốn giết chết giang giật, đến lúc đó xảy ra chuyện, phía trên truy cứu xuống tới, thanh hộp khẳng định tìm bọn hắn gánh trách nhiệm, bọn hắn cũng không phải ngớ ngẩn. nguy hiểm thật, giang giật thở ra một hơi thật dài. Vừa rồi Thiên Thuẫn kém chút tự phá vỡ, còn tốt hắn kịp thời bổ sung thiên địa chi lực đi vào, giống như cái này bảo tháp lực lượng lại cường đại ba thành, Thiên Thuẫn tuyệt đối sẽ nát. ầm, um, Giang giật sẽ không lại cho Thanh Hộc cơ hội, hắn thân thể bắn tới, đuổi sát bảo tháp mà đi, hai tay liên tục không ngừng đánh ra đại thủ ấn đập vào trên bảo tháp. Dầm dầm rầm, bảo tháp quang mang lấp lánh, bị lần lượt đập bay, Thanh Hộc mấy lần nghĩ khống chế bảo tháp, đều bị Giang giật bão tố công kích cho đánh bay. Giang giật trở tay trả lại thanh hộc đánh ra mấy cái đại thủ ấn, để thanh hộp mệt mỏi ứng đối, không cách nào khống chế bảo tháp. Liền là giờ phút này, bảo tháp bị Giang giật đánh bay ra ngoài hơn 10 dặm, Giang giật thân thể phản xạ mà quay về. Hắn bắt lấy cơ hội này, thiên địa chi lực chấn áp mà xuống, để thanh hộc tốc độ giảm mạnh, chính hắn thì hướng thanh hộc bắn tới, hai tay đánh ra đầy trời trường ấn. Trở về, thanh hộp hai tay kết ấn khống chế bảo tháp trở về, chính mình lập tức ngưng tụ ra các loại tiên thuật ứng đối Giang giật tấn công mạnh nhưng mà Giang Giật dùng thiên địa chi lực chấn áp hắn, để hắn tốc độ phản ứng trở nên chậm, đánh ra công kích cũng bị thiên địa chi lực áp chế uy lực. Thượng tiên bảng top 500 cường giả, làm sao có thể dễ dàng như vậy bị đánh bại. Cái này thượng tiên bảng thế nhưng là dựa vào trên thực lực đi, cũng không phải là có bối cảnh liền có thể bên trên. Bảng danh sách này là một cái thiên tiên nhàm chán ban bố, rất nhiều thượng tiên hắn đều tự mình quan sát qua. Nếu như muốn lên bảng, người không có đánh bại trên bảng cường giả mặc dù pháp bảo không có bay trở về, thanh hộc hai tay không ngừng đánh ra hai loại xoay tròn lưu quang, cái này lưu quang không phải hướng giang giật công kích, mà là hóa thành một cái đường cong hướng hai bên tán đi. rất thần kỳ là giang giật đại thủ ấn sẽ cùng theo hướng bên cạnh chuyển di, không cách nào đánh chúng thanh hộc. cái này lưu quang có thể dẫn dắt thiên địa chi lực. giang giật âm thầm kêu khổ, kia bảo tháp rất nhanh liền có thể bay trở về, hắn lại không cách nào kích thương thanh hộc, lần sau đoán chừng không có cơ hội tốt như vậy. Bảo tháp ở bên cạnh nói thanh hộp lực khống chế hội càng mạnh, Giang giật tự không cách nào đem bảo tháp đánh bay. Chỉ là mặc cho Giang giật làm sao công kích, thanh hộp đều có thể hóa giải Giang giật công kích. Giang giật đem thiên địa chi lực ngưng tụ thành mãn thiên trường thương, ngưng tụ thành đại thủ trưởng, ngưng tụ thành cự côn các loại chờ đều không thể đánh chúng thanh hộp. Thanh hộp mỗi lần chỉ cần đánh ra mấy đạo xoay tròn lưu quang là có thể đem hắn thiên địa chi lực cho dẫn dắt đi. Thanh hộp tiên thuật này hẳn là phụ thân hắn hoặc là đại bá giáo, vô cùng huyền bí, rất có thể là cấp 2 tiên thuật. Giang giật công kích đều là thiên địa chi lực ngưng tụ, bất luận hắn làm sao biến hóa bản chất vẫn là thiên địa chi lực. Sở dĩ bất luận cái gì công kích, thanh hộp đều có thể dẫn dắt lái đi, từ đó không cách nào công kích hắn. Hưu, thời gian một phẩy hơi thở đi qua, bên kia bảo tháp đã cách ngàn trượng, giang giật vẫn còn không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn đôi mắt lấp lóe chỉ có quay người hướng bảo tháp phóng đi, ý đồ lại đem bảo tháp đánh bay. Hừ, Thanh Hộc làm sao lại để Giang Giật đạt được, Giang Giật không công kích hắn, hắn ngược lại bắt đầu công kích Giang Giật. Hắn đánh ra từng đạo thiên địa chi lực ngưng tụ màu trắng gợn sóng, cái này gợn sóng nhất trọng đều so trước mặt mãnh liệt, chúng chiêu người tựa như tại nộ hải sóng lớn bên trong không cách nào tự quyết. Phanh, phanh phanh phanh, thiên địa chi lực không ngừng đập tại Giang Giật trên thân thể, mặc dù không cách nào phá vỡ thiên thuẫn, để Giang Giật đều không thể giữ vững thân thể, di động càng là khó khăn. Trong nhà lão tử là thiên tiên liền là nghiêu, tiên thuật nhiều đến không muốn không muốn. Giang giật âm thầm tức giận, lại vô kế khả thi, hắn căn bản không biết bất kỳ tiên thuật, ngày này lá chắn đều là nghiên cứu mấy tháng mới thành công. Hưu, bảo tháp bay trở về, đối giang giật hung hăng đánh tới. Giang giật không có biện pháp, chỉ có thể toàn tâm toàn ý ổn định thiên thuẫn chớ để cho kích phá. Oanh, hắn thân thể bị trùng điệp đụng bay, đập vào phụ cận một cái trên vách đá dựng đứng, đem núi đá đụng nát, để sơn phong cũng hơi lay động. Còn tốt, Giang giật nhìn thấy thiên thuẫn không có phá, âm thầm thở ra một hơi. Lúc này phía dưới một đạo bóng người bắn ra, trong tay một thanh khổng lồ chiến đao đối hắn hai chân hung hăng bổ tới. Cút, Giang giật nội tâm chính biệt khuất, đưa tay đánh ra một cái đại thủ trưởng, đối phía dưới nghiền ép mà đi. Phía dưới cái kia thượng tiên thấy thời cơ bất ổn chuẩn bị rút đi, Giang giật thiên địa chi lực phóng thích chấn áp phương viên vài dặm, kia thượng tiên muốn chạy trốn tốc độ trở nên chậm, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đại thủ trưởng vỗ xuống. Oanh, Thượng tiên bị đập đến máu thịt be bét, giang giật đồng dạng không có giết người, người này cũng không có bị phế, chỉ là đã thương nặng, thời gian ngắn không cách nào khôi phục chiến lực. Đều thất thần làm gì công kích, nếu không, hừ hừ, thanh hộc thượng tiên nổi giận hét lớn một tiếng, bốn phía một chút thượng tiên bước bách tại hắn uy nghi đều cắn giang hướng giang giật phóng đi. Giang giật đã tận lực, còn không cách nào đánh bại thanh hộc, bọn hắn không giết giang giật, phối hợp công kích đến tổng không có sao chứ. Lăn đi, giang giật bay đi tại dãy núi bên trong bay vọt xuyên thẳng qua tránh né không trung bay tới bảo tháp bốn phía lại không ngừng có thượng tiên chặn đường công kích giang giật cũng không dám cùng đám này thượng tiên dây dưa nếu không sơ ý một chút thế nhưng là sẽ bị bảo tháp chấn áp thiên thuẫn phá vỡ giang giật này sinh ác độc ai dám ngăn cản đoạn trực tiếp dưới nặng tay những cái kia thượng tiên từng cái vọt tới đều không phải là hắn một chiêu chi địch những này thượng tiên cũng không dám liều mạng dưới nặng tay tự nhiên bị giang giật từng cái đánh tan Vẹn vẹn thời gian một nén nhang, Giang giật bay vọt mấy trăm dặm, mình bị bảo tháp chân áp năm lần, hắn tao ngộ sáu cái thượng tiên, ngoại trừ hai cái vận khí tốt, còn lại bốn cái toàn bộ bị phế. Đáng tiếc, thanh hộp thượng tiên một mực khổ truy không bỏ, như quỷ hồn đi theo phía sau hắn, bảo tháp không ngừng đánh xuống, Giang giật khổ không thể tả. Theo thời gian kéo càng lâu, Giang giật cảm giác thiên thuẫn bắt đầu không ổn định, giống như tiếp tục kéo dài, có thể sẽ bạo liệt. Bảo tháp mang theo vạn quân chi lực, một khi thiên thuẫn phá vỡ, hậu quả không kháng tưởng tượng, dùng thanh hộp tâm tính, tuyệt đối sẽ trực tiếp đập chết hắn. chương 2187, thiên địa chi lực tan. Giang giật sáng tạo thiên thuẫn về sau, lần này là dùng thời gian dài nhất một lần, hắn trước kia không biết thiên thuẫn dùng lâu hội không ổn định, giờ phút này cảm giác khống chế lại có chút cố hết sức. Đoán chừng nhiều nhất tại đứng vững ba nén hương thời gian, thiên thuẫn liền muốn phá toái. Có lẽ nói giang giật có thể tản ra cái này thiên thuẫn một lần nữa ngưng tụ, nhưng thanh hộp đuổi đến chặt như vậy, bốn phía còn có thượng tiên ẩn núp truy sát, hắn giờ phút này không dám dừng lại bỗng nhiên một hơi thời gian, mà lại lộ tuyến vẫn là trái đột rẽ phải không ngừng biến hóa, làm sao có thời giờ dừng lại một lần nữa ngưng tụ. Cường giả ở giữa chiến đấu, một hơi thời gian định sinh tử, hắn tản ra thiên thuẫn đến ngưng tụ ít nhất phải một hơi thời gian, đầy đủ thanh hộp khống chế bảo tháp đem hắn đánh thành cho. Làm sao bây giờ, sống chết trước mắt, giang giật não hải vạn lần tốc độ vận chuyển, trong đầu hiện lên vô số cái suy nghĩ, tinh tế phân tích trốn là trốn không thoát trừ phi chạy trốn tới thiên ma lâu đài nhưng nơi này cách ly thiên ma bảo rất xa không có đại nửa ngày không cách nào chạy tới chiến hắn đã mất đi cơ hội tốt nhất bảo tháp ngay tại thanh học bên người hắn không cách nào đánh bay coi như đánh bay thanh học còn có một loại cường đại tiên thuật hắn không đánh chết thanh học hắn càng nghĩ chỉ có một loại biện pháp cái kia chính là nghĩ biện pháp đem hắn thiên địa chi lực lại ngưng kết một lần phổ thông thiên địa chi lực uy lực chỉ có lớn như vậy hắn ngưng kết một lần sau uy lực tăng lên gấp 10. Giống như lại ngưng kết một lần, uy lực còn có thể tăng lên gấp 10, đến lúc đó dốc hết toàn lực, mặc kệ thanh hộc lợi hại đến mức nào tiên thuật, mặc kệ cái này bảo tháp là cấp mấy tiên bảo, một chiêu liền có thể đánh bay đánh sơ xác. Ngắn như vậy thời gian có thể lần nữa đem thiên địa chi lực ngưng kết sao? Giang giật không biết, hắn tại sống chết trước mắt tiềm năng lần nữa bị kích phát, não hải phi tốc vận chuyển, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, nhất tâm nhị dụng. Một đường chạy vội, một đường ném ra đầy trời đại thủ ấn, tâm thần thì yên lặng tại thế giới của mình bên trong, lĩnh hội làm sao đem thiên địa chi lực lần nữa ngưng kết. Lần trước hắn ngưng kết cũng không có quá khó khăn, bởi vì toàn bộ thế giới đều là hắn, bên trong thiên địa chi lực giống như thiên lực của hắn, hắn muốn làm sao khống chế cứ như vậy khống chế. Hắn điểm này cùng phổ thông thượng tiên có bản chất khác nhau. Khác thượng tiên muốn từ thiên địa hấp thụ thiên địa chi lực, mà lại những này thiên địa chi lực không thể tiến vào thân thể, chỉ có thể ở bên ngoài nghĩ biện pháp khống chế ngưng kết hắn lại là tại trong thế giới của hắn hắn có thể tùy ý khống chế thiên địa chi lực tùy ý ngưng kết đồng thời ngưng kết còn có thể chứa đựng không giống khác thượng tiên cần đến lúc hấp thu đến lúc ngưng kết hắn để thiên địa chi lực ngưng kết rất đơn giản chỉ là lẫn nhau giao hòa hai tia thiên địa chi lực biến thành một tia thiên địa chi lực bản chất là giống nhau tựa như dây gai đồng dạng đan vào một chỗ phi thường nhẹ nhõm bất quá không nên quên thiên địa chi lực tựa như có sinh mệnh sẽ tự mình du tẩu hai hai giao trước vấn đề không lớn, nếu như muốn bốn tia thiên địa chi lực hoàn toàn đan vào một chỗ, vậy liền khó khăn, đoán chừng còn không có vận chuyển ra ngoài thân thể, không có ngưng tụ thành đại thủ trưởng tựu băng tán. rầm dầm rầm giang giật đầy trời vung vẩy đại thủ ấn, đem những cái kia muốn đánh lén thượng tiên đều dọa cho lui. Phía trên thanh hộc ngược lại là tìm tới cơ hội lần lượt dùng bảo tháp chấn áp giang giật, hắn nhìn thấy giang giật một mực trốn tránh, sắc mặt âm trầm, biết rõ hắn nhanh gánh không được. Hắn dù sao cũng không gấp, một mực đi theo giang giật, không phải đánh xuống bảo tháp, hắn ngược lại là nhìn xem giang giật có thể kiên trì bao lâu. Thanh Hộc rất thông minh, không có dựa vào giang giật quá gần, cũng không có quá xa. Cứ như vậy treo hắn, giang giật muốn chạy chạy không được, nghĩ công kích hắn, hắn tùy thời có thể về sau lui dùng bảo tháp chân áp. Hắn đem chính mình đặt thế bất bại, chơi như thế nào đều có thể đem giang giật đùa chơi chết. Giang giật lần lượt bị nện xuống dưới, thiên thuẫn càng ngày càng chưa vững chắc, thanh hộc thần thức thời khắc tập trung vào hắn như hắn tản ra thiên thuẫn, nói không chừng sau một khắc bảo tháp liền sẽ nện xuống tới. Oanh, Giang giật lại một lần bị nện hạ sơn ngọn nguồn, lần này phụ cận có mấy tòa dốc đứng thạch phong, bảo tháp thể tích quá lớn, dẫn đến thạch phong toàn bộ sụp đổ, đá vụn đem giang giật đều cho chôn sống tiến vào. Dựa theo thường ngày tình huống, giang giật hội trước tiên bay vụt ra, tiếp tục chạy trốn. Nhưng lần này hắn nhưng không có bay ra ngoài, hơn 10 đạo thần thức quét tới đi vào, phát hiện giang giật thế mà ngây ngốc đứng ở bên trong, toàn thân đều bị đá vụn bao phủ, thiên thuẫn ngược lại là không có phá, mà lại giang giật con mắt là nhắm lại, toàn bộ cùng một chỗ công kích, phá hắn hộ thuẫn. thanh hộp gầm thét, bốn phía ẩn núp thượng tiên cắn răng bay ra, khoảng chừng 10 cái, mọi người nhao nhao đánh ra tiên thuật, tiên bảo hướng phía dưới đánh tới. bất quá rất rõ ràng, bọn hắn đều không có đem hết toàn lực, coi như muốn giết giang giật cũng là thanh hộc giết, bọn hắn cũng không dám giết. rầm 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 vùi lấp giang giật toái thạch hóa làm bột mịn giang giật thiên thuẫn tiếp nhận mười mấy người công kích cuối cùng thế mà không có phá ngược lại là trở nên càng trong suốt tựa hồ lúc nào cũng có thể phá vỡ tốt chết đi thanh hộc trong mắt lóe lên một đạo hồng quang hắn biết rõ giang giật những loại người này sẽ không khuất phục càng sẽ không cùng hắn sống chung hòa bình sở dĩ hắn vì những cái kia bảo địa vì để sớm trời đi ra tiên ma sơn chỉ có phế đi giang giật hoặc là giết hắn Phế đi giang giật rất khó khăn, bởi vì hắn có cái thiên thuẫn. Không phá thiên lá chắn không gây thương tổn được hắn, phá thiên thuẫn pháp bảo này tự không khống chế nổi, nói không chừng thoáng cái liền đem giang giật phàm thể nghiền thành thịt nát. Thanh hộc mặc kệ nhiều như vậy, đại bá của hắn cùng phụ thân đều là thiên tiên, đại bá của hắn cùng đông điện Long Dương Thiên Tôn quan hệ rất tốt. Hắn cũng không tin, giết một cái giang giật có thể ra cái đại sự gì. Suy suy, bảo tháp lần này là toàn lực thúc dục, trọn vẹn phương viên 200 trượng to lớn bảo tháp xoay tròn thì đập xuống mà xuống, bốn phía không gian có chút ba động, đẩy ra trận trận liên y. Bảo tháp hào quang vạn trượng, chảy màu vần quanh, bên trong truyền đến hãi nhiên khí tức để phụ cận thượng tiên đều cảm giác được kiềm chế. Giang giật vẫn là không nhúc nhích, giờ khắc này hắn tựa như tiến vào vong ngã chi cảnh, toàn bộ tinh thần yên lặng đi vào, trong đầu của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, một cái phi thường rất kỳ quái suy nghĩ ta vì sao muốn nghĩ biện pháp ngưng kết thiên địa chi lực lúc này hắn đột nhiên cảm giác được không hiểu thấu cảm giác được ý nghĩ này rất kỳ quái rất mâu thuẫn thậm chí rất hoang đường bởi vì hắn là thế giới chúa tể toàn bộ thế giới đều là hắn sáng tạo bên trong tất cả mọi thứ đều là hắn tâm hắn niệm khẽ động có thể trưởng khống vạn vật bên trong hỗn độn hắn có thể trưởng khống bên trong phàm nhân sinh tử hắn có thể trưởng khống bên trong thiên địa chi lực hắn có thể tùy ý trưởng khống tự liền nhưng so sánh thiên linh giới lớn như vậy giang giới tâm hắn niệm khẽ động đều có thể di động thế giới này hắn đều có thể để hắn sụp đổ, hủy diệt. Đã như vậy, hắn nghĩ thiên địa chi lực ngưng kết dung hợp, vì sao muốn suy nghĩ biện pháp, hắn muốn cho thiên địa chi lực dung hợp tự dung hợp, nghĩ ngưng kết tự ngưng kết, còn cần nghĩ biện pháp gì. Vấn đề hết lần này tới lần khác xuất hiện ở cái này. Tâm hắn niệm yên lặng tại thiên địa chi lực bên trên, lại cũng không có thể dung hợp, sở dĩ hắn giờ phút này rất phiền muộn, cảm giác rất khó chịu, rất mê mang. Suy suy, trên bầu trời bị một đoàn bóng đen chiếm cứ, tòa kia bảo tháp sau một khắc liền muốn nện xuống đến, dùng giang giật như thế không ổn định thiên thuẫn tuyệt đối sẽ vỡ vụn. Giang giật sâu trong linh hồn truyền đến trí mạng báo động, giống như hắn còn muốn biện pháp, tiếp theo hơi thở hắn biến tướng thành thịt nát. Ta là thế giới này chúa tể, ta vì sao không thể để cho thiên địa chi lực dung hợp vì cái gì vì cái gì vì cái gì thế giới. Chúa tể thế giới uy năng, giang giật trong đầu không ngừng hỏi vì cái gì, nghĩ đến thế giới hai chữ trong đầu của hắn đột nhiên thông suốt, tựa như thể hồ quán đỉnh, thoáng cái sáng tỏ thông suốt. Hắn đôi mắt mở ra kinh hô lên, đúng rồi, thế giới uy năng, ta sở dĩ là thế giới này chúa tể, bởi vì ta có thế giới uy năng. Thiên địa chi lực không thể dung hợp, kia là ta không vận dụng thế giới uy năng a. Ha. ha ha ha, ta đã hiểu, thế giới uy năng hiện, thiên địa chi lực tan. Chương 2188, oanh, Giang giật một mực đánh giá thấp một vật, cái kia chính là thế giới uy năng. Hắn tại thế giới của mình có thể một chảo bóp chết kim lệ dựa vào liền là thế giới uy năng thế giới này uy năng giang giật một mực không có cái gì để ý, cũng không biết còn có cái gì tác dụng. Bởi vì không có địch nhân tiến vào thế giới của hắn, hắn rất ít vận dụng. Đằng sau bị đặc tôn sử tiến vào, hắn thế giới uy năng không cách nào trấn áp, hắn gần nhất đều quên thứ này. Hắn là thế giới chúa tể, bởi vì có thế giới uy năng, ở thế giới bên trong hắn theo lý thuyết là vô địch. Thế giới uy năng có thể trấn áp hết thảy, đây hết thảy chỉ là trong thế giới đồ vật, thiên địa chi lực tự bao quát trong đó. Giờ phút này, Hắn trong nháy mắt điều động tất cả thế giới uy năng, sau đó trấn áp thiên địa chi lực, tâm niệm vừa động vô số thiên địa chi lực bắt đầu giao chức dung hợp, hắn muốn đem thiên địa chi lực cưỡng ép dung hợp. Hắn là thế giới chúa tể, cái này thiên địa chi lực là thế giới đản sinh, vì sao hắn không thể để cho bọn chúng cưỡng ép dung hợp. Quả nhiên, Giang giật đôi mắt thoáng cái phát sáng lên, thiên địa chi lực bị hắn cưỡng ép dung hợp, không phải giống như trước kia như vậy như dây gai giao chức quấn quanh, mà là triệt để dung hợp. Mỗi lần bốn tia thiên địa chi lực dung hợp làm một tia, ở thế giới uy năng chấn áp xuống giang giật trong nháy mắt dung hợp không ít thiên địa chi lực. Suy suy, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, bảo tháp ẩm vang trấn áp mà xuống chỉ là một hơi thời gian đã đến giang giật đỉnh đầu, giang giật vừa vặn dung hợp thành công bộ phận thiên địa chi lực. Tâm hắn niệm khẽ động dung hợp thiên địa chi lực xuất thủ tâm, hắn không kịp ngưng tụ đại thủ ấn, tụ một quyền hướng bảo tháp dưới đáy đập tới. Oanh, oanh, hai đạo trầm muộn nổ vang, giang giật dưới mặt đất cự thạch tầng tầng dạn nứt, cường đại lực phản chấn đem phương viên vài dặm mặt đất đều đánh rách tả tơi. Còn có một đạo trầm muộn thanh âm đến từ bảo tháp, tòa kia to lớn bảo tháp thế mà bị giang giật một quyền cho đánh bay, oanh lên cao vạn trượng uổng phí. Ách, vô số ánh mắt đi theo bảo tháp một đường hướng không trung nhìn lại, nhìn thấy hóa thành điểm đen bảo tháp, một đám người đều mơ hồ, cái này bảo tháp chẳng lẽ không phải tiên bảo chỉ là một tảng đá lớn làm sao tiện tay một quyền tựu cho đập bay giống như giang giật có chiến lực như vậy, vừa rồi trốn cái giam A. Cái này, thanh hộp trợn tròn mắt, hắn đạt được cái này bảo tháp sau còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, bị người tiện tay đập bay ra ngoài mấy vạn trượng giang giật lực lượng nhưng so sánh thiên tiên sao. Lại đột phá, mạnh nhanh một mực theo đuôi đến đây, bất quá không dám áp sát quá gần, thần thức xa xa khóa chặt một màn này, cả người hắn đều run rẩy hắn cảm giác chính mình kết giao một cái đổ biến thái bên trong biến thái, xuất sinh đến không đến 10 năm, tại hạ giới liền có thể chém giết thượng tiên, đi vào tiên vực thực lực càng là tiến triển cực nhanh, cái này sợ là tiên vực trong lịch sử đều vô tiền khoáng hậu kỳ nhân A. Bảo tháp vẫn là tiên bảo, chỉ là giang giật chiến lực tăng lên thôi, hắn thiên địa chi lực lần nữa dung hợp, thiên địa chi lực mỗi lần dung hợp một lần lực lượng liền có thể cường đại gấp 10, lực lượng của hắn nhưng so sánh phổ thông thượng tiên gấp trăm lần. Cái này bảo tháp chỉ là cấp 3 tiên bảo, vẫn là một cái thượng tiên điều khiển, đập bay không tính là gì. Hưu, thanh hộp không tin tà, khống chế bảo tháp bay trở về, hướng xuống mặt Giang giật lần nữa hung hăng chấn áp tới. Giang giật đứng tại phía dưới không nhúc nhích, hắn dung hợp thiên địa chi lực không nhiều, giờ phút này ngay tại dung hợp đâu. Nhìn thấy bảo tháp lại chấn áp mà xuống, hắn vẫn như cố tùy ý đưa tay hướng lên trên uổng phí ném ra một quyền. Oanh, bảo tháp lần nữa hóa thành một cái phá bao tải hướng không trung bay đi, lần này bay cao hơn, trọn vẹn bay lên 10 vạn trượng không chung, phải biết. Nơi này chính là không gian vô cùng vững chắc tiên ma sơn A. Thẻ, thẻ, thanh hộp đỏ ngầu cả mắt, không thể tiếp nhận sự thật này, khống chế bảo tháp lần lượt chấn áp mà xuống, lại lần lượt bị gian giật tiện tay đập bay ra ngoài. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, mặc dù bảo tháp còn tại gào thét, nương theo lấy trận trận hách hách tiếng gió, nhưng không có người nào nói chuyện. Phụ cận thượng tiên đều mộng, không biết là công kích vẫn là đào tẩu, chỉ có thể đầu thoáng cái hướng xuống, thoáng cái hướng lên trên, ánh mắt máy móc đi theo trên bảo tháp xuống di động. Ba, tại lần thứ 5 đập bay bảo tháp về sau, giang giật thiên thuẫn tản ra, hắn lần nữa ngưng tụ một cái thiên thuẫn, ánh mắt nhìn về phía thanh hộp lạnh giọng nói ra, nện đến rất đã sao đổi ta đến thẻ đập. Oanh, giang giật hai chân chừng một cái, hai chân lấp lánh ra dung hợp thiên địa chi lực, cả người như như đạn pháo bắn đi ra. Tốc độ quá nhanh, tiếp theo hơi thở thời gian đã đến thanh hộp trước mắt, hắn không có sử dụng công kích phức tạp, đưa tay đối thanh hộp ngực ném ra một quyền. A, à, thanh hộp mới vừa rồi còn nhìn thấy giang giật ở phía dưới, một cái chớp mắt đã đến trước mắt, lập tức hoảng sợ lui lại, đồng thời hai tay đánh ra hai đạo xoay tròn chảy màu, ý nổ đem giang giật công kích dẫn dắt lái đi. Có thể dẫn dắt chỗ khai sao? Giang giật đây là cầm nắm đấm thẻ, cũng không phải thiên địa chi lực. lại nói hắn thiên địa chi lực giờ phút này dung hợp hai lần, giống như tùy ý có thể dẫn dắt lái đi, vậy coi như thiên tiên cũng không giết chết thanh hộc trong tay hắn lóng lánh ánh sao lấp lánh, trực tiếp đấm ra một quyền, nhẹ nhõm phá vỡ thanh hộp lưu quang một quyền nện ở lồng ngực của hắn. Ông giang giác, thanh hộp thân thể bên ngoài đột nhiên ngưng hiện ra một kiện bảo giáp, cái này bảo giáp chảy màu dạng dỡ, hào quang vạn trượt, rõ ràng là tiên bảo. Nhưng giang giật một quyền này đồng dạng để thanh hộp vang lên tiếng xương gãy, thanh hộp khóe miệng tiên huyết tràn ra, thân thể bị đập ầm ầm bay ra ngoài. Có cái thiên tiên lão tử, tiên bảo liền là nhiều a. À. Giang giật đùa cợt cười một tiếng, thân thể lóe lên nhẹ nhõm đuổi kịp thanh hộc sau đó một quyền lại một quyền nện ở thanh học trước ngực hắn tự không tin tưởng thanh hộc tiên bảo hắn không phá nổi phốc 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 mỗi lần ném ra một quyền thanh hộc tổ phun ra một ngụm máu tươi trước ngực rõ ràng đã lõm tiến vào sắc mặt biến đến trắng bệch giang giật cũng không có ý thu tay ánh mắt của hắn bên trong kiên định như sắt hôm nay xem tình huống không phế đi thanh học quyết không bỏ qua tt phụ cận thượng tiên càng thêm sợ hãi không biết nên vào hay là nên lui Thanh Hồng nếu là bị phế phụ thân hắn cùng đại bá biết rõ có thể hay không nổi giận đến lúc đó biết rõ bọn hắn khoanh tay đứng nhìn có thể hay không giận lây sang bọn hắn. Giang Giật quên đi thôi. Mạnh Nhan có chút lo lắng. Dù sao thanh hộp bối cảnh thực sự quá mạnh, việc này làm lớn chuyện. Về sau toàn bộ tiên ma sơn cũng sẽ không an bình. Hừ, Giang Giật không có chút nào dừng tay ý tứ, đều không để ý đến Mạnh Nhan. Hắn thấy hắn đã đắc tội một cái xếp hạng đệ thất hình xử đại nhân, cũng không quan tâm nhiều đến tội hai vị thiên tiên thanh hộc muốn giết hắn hắn không giết thanh hộc về đi không quá phận a à nếu không về sau nói không chừng náo ra cái gì yêu thiêu thân hắn cũng không muốn suốt ngày bị người nhớ thương dầm 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 lần lượt đánh bay thanh hộc bị đánh vào lòng đất giang giật đuổi theo lòng đất thanh hộc bay vụt đào tẩu giang giật đuổi theo ra đến thanh hộc chạy trốn tới kia giang giật oanh đến đâu giang giật đừng đánh nữa lại đánh ta phải chết giang giật ta về sau không cùng ngươi là địch về sau tại thiên ma phong gặp ngươi đi vòng qua khác đừng đập, của ta tiên hạch muốn bị làm vỡ nát. Giang giật, người dám giết ta, dám phế ta, phụ thân ta cùng đại bá tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, đến lúc đó để các ngươi toàn bộ hồng mông thế giới diệt thế. Thanh hộp không ngừng truyền âm cho Giang giật, hắn là thật sợ hãi, trở thành phế nhân, hắn phải hao phí thời gian mấy chục năm, đến lúc đó ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Hắn không uy hiếp còn tốt, một uy hiếp triệt để chọc giận tới Giang giật. Giang giật không nói một lời, công kích càng thêm sắc bén mấy phần, coi như không sống sống đánh chết thanh học, cũng muốn về đi thanh học. chương 2189, tiêu giao các. Dầm dầm dầm, thanh học chạy trốn tới một tòa cự đại thạch phong phía trên, bị giang giật một quyền đánh xuống thạch phong. Sau đó giang giật bay vụt mà xuống thanh học rứt khoát không trốn, giang giật theo thạch phong đỉnh tươi sống đem thanh học cho anh tới lòng đất ngàn trượng. Không được, muốn nát, thanh học cắn răng theo trong giới chỉ lấy ra một cái ngọc phù bóp nát, sau đó nâng lên một hơi theo lòng đất bay tán loạn mà ra. Oanh, lòng đất đá vụn bay nứt, thanh hộp cùng giang giật một trước một sau bay ra, thanh hộp không có trốn quá xa bị giang giật cho đuổi kịp, một quyền oanh lên giữa không trung. Ngay tại giang giật chuẩn bị tiếp tục oanh sát lúc, không trung chi thượng phong vân dũng động, tiếp lấy ngưng tụ một tấm to lớn mặt. Gương mặt kia rất là khôi ngộ uy nghi, khí tức rất hãi nhiên, bốn phía đi theo thượng tiên nhìn lướt qua đằng sau sắc lập tức vui mừng, có thể cách không ngưng tụ đưa lên hư ảnh chỉ có thiên tiên. Rất rõ ràng, thanh hộp cảm giác không được, sở dĩ vận dụng đặc thù thần thông, kinh động đến phụ thân hắn. Phụ thân, thanh hộp mặt mũi tràn đầy đều là huyết, nửa người bị máu nhuộm đỏ, hắn hoảng sợ nhìn qua trên không trung tấm kia gương mặt khổng lồ quát, phụ thân, hắn muốn giết ta. Phân thân hình chiếu, Giang Giật đã từng thấy qua cái đồ chơi này, hình sử đại nhân năm đó tự ngưng tụ một cái phân thân hình chiếu. Hắn còn tưởng là lấy hình sử đại nhân mặt đem hạ vũ cho đánh giết, đằng sau đem hình chiếu đập bể. Sở dĩ Giang Giật nhìn thấy cái này hình chiếu phân thân không có nửa điểm ý sợ hãi, bất quá đã người khác lão tử ra, hắn dù sao cũng phải cho chút mặt mũi, tự tạm thời không xuất thủ bay lên một tòa thạch phong đứng thẳng. Tiểu hộp, chuyện gì xảy ra không hảo hảo phục dịch, tại thiên ma phong hổ nháo cái gì? Phía trên tấm kia gương mặt khổng lồ bờ môi khẽ động, khiến trách một câu, giang giật nghe được có chút trong lòng dễ chịu một chút, hít mắt nhìn xem thanh hộp chờ đợi hắn làm sao giải thích. Thanh hộp một mặt ủy khuất, u oán chắp tay nói, phụ thân đại nhân, hài nhi tại này thiên ma phong phục dịch mấy thập niên, Ngươi có thể từng nghe nói Hải Nhi náo loạn chuyện gì người này là giang giật, cái kia hồng mông thế giới đánh giết thượng tiên, huyên náo tiên vực không được an bình giang giật. Hắn đến cướp đoạt chúng ta bảo địa, Hải Nhi dẫn người đi lý luận, người này lại không phân tốt xấu phế đi chúng ta mấy chục người, còn muốn giết Hải Nhi à. Hừ, gương mặt khổng lồ ánh mắt quét về phía giang giật, trong con người hàn quang lấp lẽ, một cỗ vô hình uy áp chân áp mà xuống, để giang giật cảm giác phi thường kiềm chế, đều có loại quỳ xuống cảm giác. Gương mặt khổng lồ nhìn qua Giang giật nói ra, Giang giật đúng không cứng quá dễ gãy câu nói này ngươi đã nói không có mọi thứ điệu thấp một chút tốt, trẻ tuổi nóng tính là bình thường, nhưng làm việc quá xúc động thua thiệt vẫn là mình. Thanh hộc lão cha gọi thanh cổ, tam thập lục thiên tiên xếp hạng 18, tại tiên vực là lừng lẫy nổi danh đại nhân vật. Giờ phút này hắn nói chuyện trong giọng nói mặc dù để lộ ra uy nghi, nhưng coi như ôn hòa, cũng không có trở mặt, nhiễm nhiên một cái tiền bối đối hậu bối dạy bảo, lệnh làm rất nhiều thượng tiên đều sinh lòng kính nể giang giật không có kính nể trên mặt đều không có bất kỳ cái gì thần sắc biến ảo hắn ngửa mặt nhìn qua đỉnh đầu gương mặt khổng lồ nói ra vị này thiên tiên đại nhân ngươi sự tình gì đều không điều tra bằng con của ngươi mấy câu ngươi tự cho rằng là ta nháo sự con của ngươi là cái gì nước tiểu tính chính ngươi chẳng lẽ không rõ ràng ngươi đây là muốn lấy thế đẻ người sao quả nhiên lại là dạng này mạnh nhanh tiềm phục tại một đầu hẻm núi nhỏ bên trong im lặng sờ lên cái mũi giang giật cái này tính khí liền là cái này điều dạng Đừng nói một cái xếp hạng 18 thiên tiên, hình sử đại nhân giang giật đều không để ở trong lòng, thậm chí bị đặc tôn xử hắn đều mắng, xem như khách khí. Thanh cổ thiên tiên sắc mặt thoáng cái âm trầm mấy phần, trên khuôn mặt lớn uy áp đựng mấy phần, ép tới giang giật hô hấp đều có chút khó khăn, hắn lạnh giọng nói ra, giang giật, không muốn không biết điều, bản tọa khách khí nói chuyện cùng ngươi, ngươi lại muốn hoành đến thanh học bản tọa tự sẽ quản giáo, bất quá ngươi nhất định phải đáp ứng bản tọa, về sau không phải lại cùng thanh học lên xung đột nếu không tự gánh lấy hậu quả ha 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 giang giật đùa cợt cười ha hả cha nào con nấy thanh hộp tính cách này xem ra hoàn toàn là thanh cổ quen ra hắn cũng không tiếp tục khách khí lạnh giọng nói ra thiên tiên ngươi phải hiểu rõ không phải ta muốn tìm ngươi nhi tử phiền phức mà là con của ngươi lần lượt nhục nhã ta cướp đoạt của ta bảo địa ta cướp về lại muốn giết ta hắn không phải là đối thủ của ta lại đem ngươi mời đi ra nơi này là tiên ma sơn là phạm nhân phục dịch địa phương ngươi là tiên ma sơn ngục sứ đại nhân sao ngươi có tư cách gì tại cái này chỉ thủ hỏa cước giống như ngươi ôn tồn nói chuyện, ta sẽ còn cho ngươi mặt mũi này, tha cho ngươi nhi tử một lần. Ta không muốn nói, suy suy, giang giật ngưng tụ một đạo thiên địa chi lực đánh ra một cái đại thủ trưởng, đối trên không gương mặt khổng lồ hung hăng đập tới, hình sử đại nhân hình chiếu phân thân hắn cũng dám thẻ, cái này thiên tiên không tính là gì. Oanh, hình chiếu phân thân phá thành mảnh nhỏ, ngưng tụ thiên địa chi lực tán loạn, Toàn trường nhìn qua băng liệt hình chiếu lần nữa giống như chết yên lặng. hưu Giang giật bắn tới, đối thanh hộc hung hăng đập tới, thanh hộc thương thế trên người vừa mới khôi phục một chút, thoáng cái lại bị nện đến thổ huyết bay ngược, hung hăng nện vào vào một tòa thạch phong bên trong. Uống, Giang giật theo đuổi không bỏ, một quyền lại một quyền ném ra, thanh hộc trốn cũng không thoát, chỉ có thể mạnh mẽ tiếp nhận một quyền này lại một quyền công kích. Toàn thân của hắn xương cốt rất nhanh bị chấn nát, tiên hạch sau một khắc liền bị làm vỡ nát hắn phát ra một tiếng tuyệt vọng gào lên đau xót, không. Toái, Giang giật nảy sinh ác độc, nâng lên nắm đấm liền muốn một quyền đem thanh hộp tiên hạch chấn vỡ, vào thời khắc này một đạo truyền âm vang lên tại hắn trong tai, để tay hắn bỗng nhiên giữa không trung tiểu tử, không sai biệt lắm là được rồi. Thanh âm này có chút quen tai, Giang giật sửng sốt một chút dừng tay chắp tay mà đứng, thanh âm này là ngục sứ đại nhân. Ngục sứ đại nhân rất chiếu cố hắn, đem hắn đưa đến thiên ma phong, Giang giật tự nhiên muốn nể tình. Ngục sứ đại nhân dừng một chút truyền âm tới nói, không phải bản tọa sợ thanh cổ, thanh nha huynh đệ. Việc này đã kinh động đến thanh cổ, bản tọa như bỏ mặc, khó tránh khỏi cho người ta lên án. Thanh nha cùng Long Dương tôn sứ quan hệ rất tốt, quay đầu Long Dương tôn sứ truy cứu xuống tới, bản tọa cũng làm khó, người tự cho bản tọa một bộ mặt đi. Ngục sứ đại nhân phi thường khách khí, còn cố ý giải thích ngọn nguồn, giang giật vội vàng cung kính không người nói, đại nhân khách khí, ý nguyện của ngài giang giật sao dám vi phạm. Ngục sứ đại nhân lần nữa truyền âm tới nói tốt, người an tâm tu luyện đi, này thiên ma phong có bảo địa 23 cái, người nếu có thể đem sở hữu bảo địa khống chế, mấy chục năm liền có thể khôi phục tự do. Bất quá, bất cứ lúc nào chiến lược là căn bản, coi như khôi phục tự do, người cũng không nhất định an toàn. Sở dĩ, người muốn thật tiêu giao, thực lực là căn bản. Bản tọa muốn ra ngoài một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này ngươi đừng làm rộn ra đại sự, nếu không bản tọa chỉ có thể nhịn đau chém giết ngươi, ngục sứ đại nhân thần thức thu về, giang giật lần nữa cúi người chào thật sâu, vị này ngục sứ đại nhân nhìn rất hung ác, lại đối với hắn yêu ái có thừa thế mà còn đề điểm hắn vài câu. Giang giật người này liền là như thế, tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo, giống như ai muốn giết hắn hại hắn, hắn gấp người hoàn lại. Thanh Hộp phát hiện giang giật trong mắt sát khí biên yếu, còn không người mấy lần, nói mấy câu. Hắn biết chắc có người truyền âm cho giang giật, nội tâm của hắn thở ra một hơi thật dài, chỉ cần tiên hạch không toái liền tốt, nếu không thời gian mấy chục năm ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì ầm um, hắn vừa mới thở dài một hơi giang giật lại quay người một cước bắt hắn cho đạp bay một cước này không có đá vào hắn bụng dưới tiên hạch khu vực mà là đá vào đầu hắn bên trên để hắn xương sọ cũng nứt ra kém chút linh hồn sụp đổ toàn bộ người nghe giang giật nhìn khắp bốn phía dùng thiên lực giao động thanh âm vênh váo hung hăng nói ra thiên ma phong sở hữu bảo địa về sau đều là của ta tiêu giao cát Thanh Hộc Bang giải tán, ai đi theo Thanh Hộc ta tổ phế đi ai. Thanh Hộc, lần này đại nhân xin tha cho ngươi, ta tha cho ngươi một lần, về sau còn dám nháo sự định giết không tha. chương 2190, Mộ Anh Hùng, một trận oanh oanh liệt liệt đại chiến dùng Thanh Hộc đại bại hạ màn kết thúc, Thanh Hộc Bang sụp đổ, một cái thế lực mới ra đời. Tiêu giao các, tiêu giao thượng tiên giang giật chính mình khai sáng thế lực, đồng thời nói rõ sở hữu bảo địa đều là hắn, muốn phân tiên thạch chỉ có thể gia nhập thế lực của hắn. Thanh Hộc Thượng Tiên bị đánh đến gần chết, tìm được một chỗ chữa thương tiềm tu, không còn dám ngoi đầu lên. Phụ thân hắn Thanh Cổ Thiên Tiên phân thân hình chiếu bị giang giật đánh nát về sau, thế mà cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Nói cho cùng, Tiên Ma Sơn là ngục sứ đại nhân địa bàn. Ngục sứ đại nhân xếp hạng thứ 9, toàn bộ Tiên Ma Sơn đều thuộc về hắn quản, trực tiếp nghe lệnh của Bắc Điện Chi Chủ, tại Tiên Ma Sơn ai dám nháo sự. Giang giật cuối cùng không có phế thanh học, ngục sứ đại nhân còn ra mặt, đoán chừng thanh cổ nội tâm có khí cũng không dám đến tiên ma núi lớn náo. Dù sao thanh cổ là đông điện, ngục sứ đại nhân không nể mặt hắn, hắn tới tương đương không đến, ngược lại đả thương mặt mũi. Giang giật dùng tuyệt đối thực lực chấn áp thanh học, phế đi 10 cái thượng tiên, đánh nát thanh cổ phân thân hình chiếu. Đồng thời tăng thêm trước đó tại hồng mông thế giới sự tình truyền ra, Giang giật uy danh đạt đến cực điểm, toàn bộ thiên ma phong không người dám tranh tài cùng hắn. Mạnh nanh sướng rồi, hắn trở thành tiêu giao các nhân vật số 2, giang giật chuyện gì đều mặc kệ đem sự tình ném cho mạnh nanh đồng thời cho thấy hắn đạt được tiên thạch hai người cùng một chỗ giảm hình phạt đều không cần mạnh nanh đi triệu tập trước đó bị thanh học bang lấn ép thượng tiên nhao nhao yêu cầu gia nhập tiêu giao các mạnh nanh chọn một số người chiến lược yếu đều chỉ có thể là thành viên vòng ngoài chỉ có thực lực cường đại mới có tư cách chiếm cứ bảo địa phân càng nhiều tiên thạch liền xem như thành viên vòng ngoài những cái kia cấp thấp thượng tiên cũng nguyện ý mặc dù không thể phân tiên thạch, nhưng sẽ không bị người cướp đoạt tiên thạch, sẽ không bị người ức hiếp, nói chuyện là tiêu giao các, ai dám động đến tay. Vẹn vẹn thời gian nửa tháng, tiêu giao các thành viên đạt tới 50 người, thanh hộc bang trước đó chiếm cứ 18 cái bảo địa đều bị tiêu giao các người chiếm cứ. Ngục sứ đại nhân nói bảo địa có 23 cái, giang giật nhưng không có toàn bộ chiếm cứ, mặt khác 5 cái bảo địa để những người còn lại đi tranh đoạt, sự tình làm quá tuyệt, không phải chuyện tốt. Giang giật còn để mạnh nhanh không muốn thu người, thiên ma phong thượng tiên có hơn 400 người, giống như thu sạch nhập vào đến vẫn có ý nghĩa gì đến lúc đó tiên thạch không đủ phân A, hắn nhưng là muốn mau sớm giảm hình phạt, khôi phục tự do. 50 người đầy đủ thay phiên chấn thủ 18 cái bảo địa, giang giật để mạnh nhanh đưa tin xuống dưới, không phải khi dễ còn lại thượng tiên, không lấy được đoạt khác thượng tiên tiên thạch. Đương nhiên nếu có người khiêu khích nháo sự, trực tiếp phế đi. 18 cái bảo địa, ba cái nhất cấp bảo địa, 15 cái cấp 2 bảo địa mỗi cái bảo địa hai ba ngày phun trào một lần, còn có mấy cái cấp hai bảo địa một ngày phun trào một lần. Nhất cấp bảo địa mỗi lần có thể phun trào ba bốn mươi vạn tiên thạch, cấp hai bảo địa có thể phun trào mười mấy vạn trở lên. Cứ tính toán như thế đến giang giật cùng mạnh nhanh một ngày liền có thể phân mấy trăm vạn tiên thạch, mà bọn hắn chỉ cần ba bách tiên thạch liền có thể giảm hình phạt một ngày. Nói một cách khác mỗi lần qua một ngày có thể giảm hình phạt gần hơn một vạn thiên, một năm có thể giảm hình phạt hơn một vạn năm, trăm vạn năm thời hạn thi hành án chỉ cần mấy chục năm liền có thể giảm xong. Giang giật đều không cần chính hắn đi làm tiên thạch, mỗi cái bảo địa đều có người ngồi chờ. Mạnh nanh thu người đều có riêng phần mình thần thông, thu lấy tiên thạch tốc độ cực nhanh, mỗi cái bảo địa hai người ngồi chờ, cơ bản không biết bay đi quá nhiều tiên thạch. Mạnh nanh gần nhất sảng đến không muốn không muốn, hắn chiến lược tại một đám thượng tiên bên trong không sai biệt lắm lại yếu nhất, lại trở thành tiêu giao các nhân vật số 2. Cơ bản không cần làm sự tình, cách mấy ngày đi thu lấy tiên thạch chính là một đám thượng tiên còn đối với hắn rất cung kính thanh hộc trước kia chiếm cứ động thiên phúc địa biến thành giang giật ngay tại thiên ma phong cao nhất một tòa thạch phong bên trong cái này thạch phong có một cái rất lớn động quật bên trong có tự nhiên tụ linh trận thiên địa linh khí phi thường nồng đậm tại cái này tu luyện có thể tăng tốc tiên thể dễ biến ông ngoài động phủ có một cái truyền tống tiên trận đây là trước kia thanh hộc kiến tạo cái này động phủ thanh hộc cải tạo qua bên ngoài còn có đại môn, có một cái thượng tiên thủ hộ tại ngoài động. Mạnh ra, nhìn thấy mạnh nanh truyền tống tới, ngoài động phủ thượng tiên liền vội vàng cười nginh đón. Cái này thượng tiên nhìn thấy mạnh nanh mang theo ba cái nữ tử, lập tức lộ ra nụ cười truyền âm nói, mạnh ra, đây là đưa cho giang lão lớn A. Không đưa cho hắn, chẳng lẽ tặng cho ngươi. Mạnh nanh chừng mắt liếc, quay đầu nhìn xem ba cái nữ thượng tiên dặn dò, chế chút biểu hiện ngoan một chút, giống như các chủ có thể lưu lại các ngươi, về sau tại thiên ma phong thời gian liền tốt qua. Biết rõ, mạnh ra, ba cái nữ thượng tiên cung kính gật đầu, nơi này trong đó hai cái đã từng tự phục thị qua thanh học, hiểu được quy củ. Ba cái nữ tử khí chất tướng mạo đều là thượng giai, ngưng tụ tiên thể lúc dung mạo đều có có chút biến ảo, nghĩ không xinh đẹp cũng khó khăn. Mạnh nanh nghênh ngang mang theo ba cái nữ tử đi vào, trong động phủ coi như lịch sử tao nhã, không gọi được xa hoa. Giang giật xếp bằng ở bên trong tu luyện, Cảm ứng được có người vào đây, hắn mở mắt. Ừ, nhìn thấy Mạnh Nanh sau lưng mang theo ba cái nữ thượng tiên, mà cái này ba cái nữ thượng tiên mặc đều rất bại lộ, vừa tiến đến ánh mắt tựu đưa tình ẩn tình nhìn chăm chú chính mình, còn có một người trong khung đều là mỹ ý, xem xét tựu tu luyện qua mỹ thuật. Giang giật xuất sinh hèn mọn, kinh lịch sóng to gió lớn, cái gì chàng diện chưa thấy qua Mạnh Nanh ý tứ hắn xem xét tựu đã hiểu, không đợi Mạnh Nanh nói chuyện, hắn khoát tay trận lại nói, để các nàng tất cả đi xuống, ta không cần người phục thị ba ba bá, bá hai vị nữ thượng tiên sắc mặt thoáng cái tựu trở nên yếu ớt bởi vì lúc trước các nàng phục thị qua thanh học, trên người có thanh học bằng ấn ký ở bên ngoài lẫn vào rất thảm rất nhiều thượng tiên đều ức hiếp các nàng giống như giang giật không chứa chấp ngày tháng sau đó hội càng khổ sở hơn lập tức ba cái nữ thượng tiên liếc nhau nhao nhao quỳ xuống cầu khẩn lê hoa đái vũ sở sở động lòng người dáng vẻ ta thấy mà yêu bởi vì ba người mặc chỗ tương đối bại lộ cái quỳ này dưới phía trước phong quang lập tức nhìn một cái không sót gì có người địa phương tự có giang hồ giang giật giờ phút này đối với câu nói này cảm xúc rất sâu liền xem như cao cao tại thượng thượng tiên tại phàm nhân trong mắt trường sinh bất tử không gì làm không được thượng tiên thế mà cũng cùng nô tài quỳ cầu thu lưu bất quá hồi tưởng một chút trước đó tại thiên tinh giới lúc hắn cũng cho rằng thượng giới thần là cao cao tại thượng tiên phong đạo cốt nhân vật đi địa giới thiên giới loại này nhận biết lập tức bị lật đổ nói cho cùng thế giới này bản chất đều là giống nhau, mạnh được yếu thua, tàn khốc vô cùng. Khác nhau ở chỗ mỗi một giới diện thực lực mạnh yếu mà thôi, chỉ cần là người, chỉ cần có linh hồn, liền sẽ có nhân sinh muôn màu, liền sẽ có thất tình lục dục. Ôn nhu hương, mộ anh hùng, phấn hồng quật, giang giật đạo lý này vẫn luôn minh bạch, hắn vẫn là tim rắn như thép để ba cái nữ tử lui ra. Thanh hộp đã dùng qua phá hài, hắn như thế nào lại dùng có thể thấp hèn nhan quỷ gối chủ động hiến thân nữ tử, khẳng định không phải mặt hàng nào tốt. Đến hắn cảnh giới này, trên thân thể nhu cầu đã có cũng được mà không có cũng không sao, hắn càng để ý là trên tinh thần giao hòa, giang giới bên trong mấy cái kia nữ tử, mới là hắn tình cảm chân thành. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, giang giật có một loại rất mạnh cảm giác nguy cơ, hắn không có thời gian hưởng thụ. Hắn nhất định phải nắm chắc thời gian tiếp tục tăng lên chiến lực, thanh cổ nhẫn không dưới cái miệng này khí, hình sự đại nhân trả thù, đoán chừng. Rất nhanh cũng tới, hắn đi vào tiên vực, cùng hình sử đại nhân mỗi người đi một ngả lúc, cặp kiệu án độc con ngươi, giờ phút này hắn còn nhớ rõ rõ ràng. chương 2191, kẻ đến không thiện. Về sau thời gian gian giật trôi qua phi thường an nhàn, hắn một mực tại trong động phủ bế quan, một bên hấp thu thiên địa linh khí, để thân thể duệ biến thành tiên thể, một bên hoàn thiện hắn trong thế giới đại trận, đồng thời nghiên cứu khác tiên thuật. Ngẫu nhiên không có việc gì hội ngưng tụ một cái hư ảnh đi giang giới bên trong, bồi tiếp y phiêu phiêu tâm sự, bồi tiếp chúng nữ đi một chút, chỉ điểm một chút giang tiêu giao tu luyện giang nghịch lưu nhi tử giang tìm mộng rất không chịu thua kém giờ phút này đều đã là phong hào thần đế lúc nào cũng có thể đột phá phong vương cấp giang tiêu giao cảnh giới đạt đến thần đế cảnh có thể nói tiến triển cực nhanh thiên bình ngay tại giang giới bên trong kha lộng ảnh khống chế mọi người muốn tu luyện chậm cũng khó khăn giang giới thiên địa linh khí phi thường nồng đậm giang giật trong khoảng thời gian này tiếp tục hoàn thiện đại trận toàn bộ thế giới thiên địa linh khí càng ngày càng nhiều hắn đem bộ phận thiên địa linh khí triệu tập đi giang giới, để giang giới tiếp tục trưởng thành, ở bên trong tốc độ tu luyện cũng nhanh. Chuyện bên ngoài hết thảy đều có mạnh nhanh đi an bài, thiên ma phong rất bình tĩnh. Thanh hộc mang theo mấy người tại góc Tây Bắc ngồi chờ, tranh đoạt một cái bảo địa, ngược lại là thành thật, chưa từng dám đến khiêu khích tiêu giao các người, lại không dám đoạt bên này bảo địa. Tiên ma sơn có tiên ma sơn quy củ, phía ngoài thượng tiên cùng thiên tiên đều vào không được, sở dĩ thanh hộc cho dù có cường đại bối cảnh, tại thực lực tuyệt đối dưới cũng phải cùng giống như cháu trai rụt lại. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt liền đi qua 5 năm. 5 năm phi thường bình tĩnh, Giang giật đem hắn trong thế giới hỗn độn bố trí một nửa, dự tính toàn bộ an trí xong, nhiều nhất chỉ cần thời gian 7, 8 năm. Giờ phút này Giang giật có thể khống chế thiên địa chi lực đạt đến kinh khủng tình trạng, hắn có thể trong nháy mắt triệu tập vô tận thiên địa chi lực trấn áp phương viên vạn lý. Đáng tiếc, 5 năm này thời gian, Giang giật ngoại trừ đem thiên thuẫn càng thêm hoàn thiện thoáng cái bên ngoài, cũng không có cảm ngộ quá nhiều công kích thần thông. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là hắn cảm ngộ một loại na di thần thông, chỉ cần hắn thiên địa chi lực phạm vi bao phủ bên trong, hắn có thể trong nháy mắt na di đi qua. Hắn có thể nhanh chóng đem thiên địa chi lực bao phủ phương viên vạn lý, tại cái này vạn lý trong khoảng cách hắn đều có thể thuấn di. Hắn thuấn di nguyên lý kỳ thật rất đơn giản, những ngày thiên địa chi lực cũng không phải là phía ngoài, mà là hắn trong thế giới, là chính hắn. Chính hắn thiên địa chi lực bao phủ vùng thế giới này, toàn bộ thiên địa hắn đều có thể cảm giác được, có thể mượn nhờ thiên địa chi lực nhanh chóng xuyên thẳng qua, đến phạm vi bao phủ bất luận cái gì địa điểm. Thuấn di kỳ thật đối với thượng tiên không khó, khó được là nơi này là tiên ma sơn, so tiên vực địa phương còn lại không gian đều muốn vững chắc gấp 10, bình thường thượng tiên muốn tại cái này thuấn di tự nhiên khó khăn. Giang giật đây không phải không gian xuyên toa, cùng không gian pháp tắc hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ gì, chỉ là bởi vì hắn thiên địa chi lực đặc thù thôi. Người khác mặc dù cũng có thể trưởng khống bầu trời thiên địa chi lực, hắn lại không chỉ là trưởng khống, mà là chính hắn. Hô hô, trong động phủ, Giang giật bế quan rất lâu, hơi mệt chút đứng dậy mới bên ngoài đi đến, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Thời gian dài như vậy đều không có lĩnh hội mạnh hơn công kích, cái này khiến nội tâm của hắn có chút bực bội, hình sử đại nhân ẩn núp lâu như vậy, thủ đoạn của hắn cũng nhanh ra đi. Hình sử đại nhân vừa mới hạ vị mấy năm, trong khoảng thời gian này khẳng định phải ứng đối bốn phương tám hướng phóng tới tên bắn lén, hắn hẳn là thân mình lo chưa xong. Giống như lần này hắn không có vẫn lạc, không có xảy ra chuyện, chờ hắn đưa ra tay hẳn là chẳng mấy chốc sẽ trả thù. Mặc dù tại tiên ma sơn rất an toàn, phía ngoài thượng tiên cùng thiên tiên vào không được. Nhưng hình sử đại nhân khẳng định có thủ đoạn của hắn, giang giật không thể không đề phòng. Các chủ tốt, bên ngoài có một cái tiểu lão đầu thượng tiên trông coi, nhìn thấy giang giật đi tới, liền vội vàng cười hành lễ giang giật khoát tay áo đứng tại động phủ cửa ra vào trông về phía xa lấy phương xa ha 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 phía dưới đột nhiên truyền đến trận trận tiếng cười như chuông bạc giang giật nhướng mảy ánh mắt hướng phía dưới quét tới năm năm này thời gian hắn đều không có ra ngoài một mực tại trong động phủ tu luyện nghe được nữ tử tiếng cười tự nhiên có chút hiếu kỳ động phủ phía dưới có một dòng sông nhỏ chảy giang giật nhìn lướt qua xuống dưới sắc mặt lập tức có chút mất tự nhiên Phía dưới dòng sông bên trong hai nữ tử ngay tại trong sông vẫy vùng, mặc dù hai người mặc vào áo bào, nhưng ở trong nước những cái kia áo bào ở trong nước tương đương không có mặc, thỉnh thoảng sẽ lộ ra một mảng lớn đôi chân dài, sáng choang chói mắt. Đãng Hàng, thủ vệ tiểu lão đầu nhìn thoáng qua, thấp giọng đùa cợt cười một tiếng, nhìn thấy Giang giật mày nhíu lại, hắn vội vàng giải thích nói: "Các chủ, hai người này theo trong động phủ sau khi ra ngoài, ngay tại phía dưới ở." Các nàng đào móc một cái động phủ ngoại trừ ra ngoài làm tiên thạch bên ngoài cơ bản đều ở nơi này ở đoán chừng là muốn mượn lấy các chủ huy phong đi a à nha giang giật đã hiểu hai cái này nữ thượng tiên sợ ra ngoài bị người khi dễ sở dĩ ở lại đây người ở bên ngoài xem ra các nàng cùng giang giật ở tại một ngọn núi khẳng định hội tưởng lầm là giang giật người dạng này cũng không dám động các nàng tâm cơ rất sâu a à. hắn vừa mới ra hai cái này nữ thượng tiên lại vừa vặn đi tắm rửa mà lại cố ý phát ra tiếng cười như chuông bạc mặc dù không có nhìn hắn bên này, tựa hồ không biết hắn ra, nhưng giang giật người thế nào liếc mắt liền nhìn ra trong hai người tâm ý nghĩ. Không bằng hắn giờ phút này tâm cảnh không giống với lúc trước, ngược lại là không có cùng hai người so đo. Hắn không thường thường ra, ở bên ngoài ở tự ở đi, không quấy dậy hắn là được rồi. Ông, nơi xa một cái ngọn núi nhỏ bên trong truyền tống tiên trận phát sáng lên, giang giật khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Tại tiên vực hắn bằng hữu duy nhất liền là mạnh nanh, mỗi lần nhìn thấy mạnh nanh hắn đều sẽ có một loại cảm giác thân thiết giang giật mạnh nanh chạy như bay đến thật xa tựa quát khẽ nói người biết ta muốn tới cố ý tới đón tiếp ta sao ha 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 giang giật cười to nói người muốn lấy được đẹp ta ra tản tản bộ thôi a à, mạnh nanh nhìn lướt qua phía dưới nhìn thấy kia hai cái nữ thượng tiên như mỹ nhân ngư tại trong sông vẫy vùng nhướng mày nói giang giật muốn hay không đuổi đi được rồi đi vào nói đi giang giật khẽ lắc đầu mang theo mạnh nanh đi vào vừa đi vừa nói ra người thật lâu không có đến đây chẳng lẽ xảy ra chuyện không có việc gì có đại sự nói ta đã sớm tìm ngươi mạnh nhanh cười khổ giải thích nói người mỗi ngày bế quan tu luyện ta tới cũng không có việc gì a à, ngược lại quấy rầy ngươi mà lại người người này cũng rất không thú vị mỗi ngày liền là tu luyện ha 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 giang giật cười to vài tiếng mạnh nhanh cũng không biết rõ hắn khổ a à, hắn khe khẽ thở dài nói tu luyện 5 năm cũng không có gì đột phá quá lớn lực công kích cũng không có quá lớn tăng lên. Mạnh nanh ngượng ngùng sờ lên cái mũi nói, giang giật, người chớ cho mình áp lực quá lớn. Người còn tưởng rằng tiên thuật tốt như vậy cảm ngộ không có thiên tiên truyền thụ chỉ điểm dựa vào chính mình khác thượng tiên không có mấy trăm ngàn năm đoán chừng đều rất khó cảm ngộ ra, thực lực ngươi đã đủ mạnh. Đúng rồi, mạnh nanh đột nhiên nhớ tới cái gì, nói ra, năm ngoái thượng tiên bảng điều chỉnh, người đã lên bảng. Xếp hạng 438 tên, thứ hạng này thế nhưng là rất lợi hại, 438, Giang giật cười một tiếng, xem ra chính mình cùng Thanh Hộc một trận chiến tại tiên vực truyền ra, sở dĩ có mới xếp hạng. Bất quá nghĩ nghĩ, hắn chân mày cao lại, danh khí lớn không phải chuyện tốt a, à, dùng dịch dẫn lên người khác chú ý. Còn có một việc, mạnh nanh sắc mặt biến đến yên tĩnh lại, trong mắt màu đen lấp lóe vài vòng nói, qua một thời gian ngắn, thiên ma phong có thể muốn đến một đám mới phạm nhân, hết thảy có sáu cái. Đây là tường hoa thượng tiên vụng trộm nói cho ta biết, sáu người này có thể kẻ đến không thiện, a, à, Giang giật mày kiếm vẩy một cái, Thanh Cổ Thiên Tiên hoặc là hình sử đại nhân, rốt cuộc nhịn không được muốn xuất thủ sao? Chương 2192, xấu nhất cuộc diện. Từ khi nghe nói Ngục sứ đại nhân muốn rời khỏi một đoạn thời gian, Giang giật liền biết lại có sự tình phát sinh. Hắn để mạnh nhanh đi hỏi thăm một chút Ngục sứ đại nhân muốn đi đâu, đạt được đáp án sau nội tâm của hắn cảm giác nguy cơ mới càng nặng, hình sử đại nhân cùng Thanh Cổ giống như muốn động thủ, khẳng định là trong vòng 30 năm. Bởi vì cái này 30 năm ngục sứ đại nhân đều không tại tiên Ma Sơn, không chỉ là ngục sứ đại nhân, còn có 5 vị tôn sứ, cùng cử vị thiên tiên, 100 cái thượng tiên. Những người này đều đi một cái rất thần kỳ địa phương, đi xem đạo đi. Truyền thuyết thế giới này vốn không có thiên tôn, thiên tiên đều không có, chỉ có một ít theo từng cái thế giới phi thăng lên tới thượng tiên. Đông Điện Chi chủ liền là cái thứ nhất phi thăng thượng tiên, hắn tại tiên vực tìm tới một chỗ rất thần kỳ địa phương. Ở chỗ này hắn cảm ngộ rất nhiều đạo, thực lực như tên lửa tăng lên. Bất quá cái thứ nhất trở thành thiên tôn lại là Tây Điện Chi Chủ, vị này là thứ 18 cái phi thăng thượng tiên, đồng dạng tìm được nơi này, vẫn còn so sánh Đông Điện Chi Chủ đến muộn 10 vạn năm. Nhưng hắn cái kia thần bí địa phương ngồi xếp bằng vạn năm, trực tiếp đốn ngộ thành tựu thiên tôn. Cái chỗ kia trong tiên vực người coi là thiên tôn nhai, bởi vì ba cái thiên tôn đều khắp nơi nơi đó đản sinh. Tại Bắc Điện Chi Chủ thành công tấn cấp làm thiên tôn về sau, phi thăng thượng tiên càng ngày càng nhiều, biết rõ thiên tôn nhai bên trên thượng tiên cũng càng ngày càng nhiều. Còn bạo phát mấy trận đại chiến, kém chút đem thiên tôn nhai làm hỏng, về sau ba vị thiên tôn định ra quy củ. Thiên tôn nhai 300 năm mở ra một lần, mỗi lần đi vào chỉ có thể ở bên trong đợi 30 năm. Mỗi lần đi vào hơn 100 người, tôn sứ tùy ý có thể vào, thiên tiên thay phiên vào, thượng tiên thì đánh lôi đài đấu pháp, chọn 100 người vào. Lần này thiên tôn nhai lại mở ra, ngục sứ đại nhân có tư cách đi vào, đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội này, dù sao 300 năm mới mở ra một lần. Giống như ngục sứ đại nhân không ra ngoài, hình sử đại nhân cùng thanh cổ tuyệt đối không có có cơ hội tại tiên ma sơn làm loạn. Mà ngục sứ đại nhân không tại, bằng vào hình sử đại nhân cùng thanh cổ thế lực cùng thủ đoạn, tự nhiên có thể nhẹ nhõm phái người vào đây. Tỷ như lần này có 6 người bị phân công đến tiên ma phong, tự phi thường trùng hợp. Bởi vì 6 người này bên trong có hai cái là thượng tiên bảng xếp hạng trước 100 mãnh nhân, còn có bốn người đều là thượng tiên bảng xếp hạng top 500. Ly kỳ hơn chính là mấy người kia là phía trước không lâu tập thể nháo sự, ẩu đả còn lại thượng tiên, sau đó toàn bộ bị phạt tiên ma sơn phục dịch 10 năm. Đều là thượng tiên bảng mãnh nhân, còn có hai cái vẫn là thượng tiên bảng trước 100 như nhân, tại tiên vực đều lừng lẫy nổi danh. Giống như chỉ là ẩu đả, hình luật đường tuyệt đối sẽ cho một chút mặt mũi, săn dậy tùy ý trách phạt một phen coi như xong. Lui một vạn bước nói coi như thật phải phạt, dựa theo hình luật đường từ trước cách làm, tùy ý phạt thoáng cái đều là tiên ma sơn phục dịch vạn năm, làm sao có thể chỉ phạt 10 năm. Liên tưởng đến hình xử đại nhân mặc dù hạ vị, người ở bên trong nhưng đều là thủ hạ của hắn, việc này rõ rành rành. Tường hoa thượng tiên biết được tình huống về sau, lập tức liên hệ mạnh nanh, truyền lời tới để giang giật trong lòng có chút chuẩn bị. Tường hoa thượng tiên đối với hình xử đại nhân rất là khó chịu, giang giật là ngục sứ đại nhân xem trọng người, cũng chính là người một nhà. Hắn sẽ không can thiệp tiên ma sơn phạm nhân nội đấu nhắc nhở một chút âm thầm giúp một tay ngược lại là rất dễ lý giải ha ha nghe xong mạnh nanh giảng tố giang giật trong lòng rất nhanh liền đoán được chân tướng hình xử đại nhân tìm mấy cái không sợ chết ngoan nhân cho một chút hứa hẹn cùng chỗ tốt để bọn hắn vào tìm hắn để gây sự đem hắn giết chết hoặc là làm phế đi ra một hơi đoán chừng việc này hình xử đại nhân đều không có tự mình ra mặt đi ám chỉ thoáng cái tự nhiên có người giúp hắn xuất khí thiên tiên ân tình cùng tiên thuật tiên bảo, đối với thượng tiên sức hấp dẫn phi thường lớn. Coi như tại tiên ma sơn náo động lên đại sự, không phải có hình sự đại nhân ở phía sau sau bất luận cái gì kết án loại hình sự tình, đều là hình luật đường quản, quay đầu hình luật đường đem sáu người này phán cái trăm vạn năm phục dịch, không đến tiên ma sơn chân áp tới hạ giới, sẽ chậm chậm giảm hình phạt, hết thảy đều không có vấn đề. Giang giật lông mày thật sâu nhân lại, ngục sứ đại nhân không tại, tường hoa thượng tiên không cách nào ngăn cản sáu người này đến thiên ma phong, tiên ma sơn khẳng định không phải bền chắc như thép, có người bị mua được. Xấu nhất cục diện xuất hiện, hắn trong động phủ đi qua đi lại, một nén nhang sau ánh mắt của hắn nhìn về phía mạnh nanh nói ra, người lập tức đi tìm tường hoa thượng tiên, tìm hiểu sáu người này sở hữu tư liệu, am hiểu thủ đoạn, chiến lực các loại chờ tình báo, mặt khác đem thanh Hộc hành tung tìm người cha xét xong. Mạnh nanh có chút không hiểu, nháy nháy mắt hỏi, vì sao muốn dò xét thanh Hộc hành tung. Sáu người này vừa đến, thanh Hộc khẳng định có dị động, thậm chí sáu người này bên trong có một hai cái có thể là thanh cổ phái tới. Hoặc là hành động lần này là hình sử đại nhân cùng thanh cổ liên cùng phát động. Giang giật giải thích nói, sở dĩ một khi sáu người này muốn đến thiên ma ngọn núi, chúng ta trước tiên cần phải ra tay đem thanh học cầm xuống, làm cho đối phương có chỗ cố kỵ, một khi trong ngoài cấu kết, chúng ta sẽ rất thảm. Ta đã hiểu, ta lập tức đi làm, mạnh nhanh cùng Giang giật thế nhưng là một cỗ chiến xa, nếu như đối phương giết Giang giật, khẳng định không thèm để ý giết nhiều một cái. Giang giật bị phế, hắn cũng sẽ biến thành phế nhân. Chờ chút, mạnh nhanh còn không có ra ngoài, Giang giật quát khẽ, ngươi đi liên hệ sở hữu thượng tiên, nói cho bọn hắn, để bọn hắn gia nhập chúng ta tiêu giao các, không cần bọn hắn làm cái gì, nghe lời bất loạn đến là được, không gia nhập người tự gánh lấy hậu quả. Phi thường thời khắc, Giang giật chuẩn bị thủ đoạn phi thường. Đại chiến sẽ lên, những người này coi như không thể hỗ trợ, nhưng cũng không thể quấy rối. Giang giật nhất định phải đem sở hữu thượng tiên khống chế trong tay, không nghe lời. Toàn bộ phế đi, tốt, mạnh nhanh nhẹ gật đầu, đi truyền tống trận truyền tống rời đi. Giang giật đứng tại động phủ cửa ra vào, nhìn qua còn tại trong sông hí thủy hai nữ tử, đôi mắt dần dần trở nên lạnh. Sáu cái thượng tiên, bốn cái thượng tiên bảng top 500 hai cái trước 100. Giang giật thì thào một tiếng, bốn cái top 500 ngược lại là không quan trọng, mấu chốt là kia hai cái trước 100. Thượng tiên có hơn 10 vạn, có thể xếp hạng trước 100, khẳng định có cường đại thủ đoạn, hắn nhưng là mới sắp xếp hơn 400 tên A, mặc dù hắn chân thực chiến lực tuyệt đối không chỉ cái bài danh này, nhưng đối đầu với xếp hạng trước 100 mãnh nhân, hắn vẫn là không có quá nhiều lực lượng. Lần này xem ra cần phải dùng ta mưu kế, bài binh bố trận. Giang giật nghĩ nghĩ cùng trông coi động phủ tiểu lão đầu nói ra, người đi đem phương viên trăm vạn lý địa hình dò xét thoáng cái, sau đó vẽ một bức bản đồ chi tiết cho ta, mặt khác đưa tin để hội tu kiến truyền thống tiên trận thượng tiên tới gặp ta giang giật không biết tiên giới cường giả biết hay không chiến lược chiến thuật hắn chỉ biết là giống như bị sáu cái thượng tiên cùng một chỗ vây công hắn rất có thể sẽ rất thảm sở dĩ nếu muốn thắng hắn một trận chiến này hắn nhất định phải dùng một chút thủ đoạn Chỉ ít hắn phải đem sáu người này cho phân đến tiêu diệt từng bộ phận nhất là thượng tiên bảng trước một trăm kia hai cái tuyệt đối không thể sẽ cùng nhau bằng không hắn thua không nghi ngờ tầm nửa ngày sau mạnh nhanh trở về, mang đến rất nhiều tư liệu, còn mang đến mấy cái hội tu kiến truyền tống tiên trận thượng tiên. Đi phương viên trăm vạn lý tu kiến 100 cái truyền tống tiên, muốn ẩn nấp, muốn phân tán. Giang giật lập tức ra lệnh, mấy cái thượng tiên bay mất. Giang giật bắt đầu xem tư liệu, mạnh nhanh mang tới tin tức, ba ngày sau cái này sáu cái thượng tiên sắp đến tiên ma sơn, hắn chỉ có ba ngày cuối cùng. chương 2193, 6 cái ngốc. Phó cường thượng tiên, thượng tiên bảng xếp hạng 89 tên, có được cấp hai tiên thuật đại hỗn độn thuật, lực lượng siêu cường. Thác Bạt Giã Thượng Tiên, Thượng Tiên bảng xếp hạng 93, có được cấp hai tiên bảo nước tiên tiến am hiểu ám sát. Giao Thanh Thượng Tiên, Thượng Tiên bảng xếp hạng 417, là tiên vực nổi danh đỉnh cấp mỹ nữ, mỹ hoặc chúng sinh, linh hồn tiên thuật phương diện tạo nghệ rất sâu. Nhất Cố Thượng Tiên, Thượng Tiên bảng xếp hạng 444 tên, có được cấp 3 tiên thuật. Hồ Tam Đao Thượng Tiên, Tào Hồng Thượng Tiên, mạnh nhanh cho tư liệu coi như kỹ càng, sở hữu thượng tiên đều có tư liệu, am hiểu thần thông bảo vật nhất nhất giới thiệu. Đằng sau ba cái thượng tiên giang giật ngược lại là không quan trọng, mấu chốt là phía trước hai cái, còn có cái kia giao thanh thượng tiên, công kích linh hồn nhức đầu nhất. Nghiên cứu mấy canh giờ, bên ngoài thủ vệ tiểu lão đầu trở về, mang về phương viên trăm vạn lý địa đồ. Thượng tiên cơ bản cũng đã có mắt không quên bản sự, vẽ một bức địa đồ ngược lại là đơn giản. Giang giật so sánh địa đồ là một cái sa bàn, lặp đi lặp lại đẩy diễn chiến thuật, nửa ngày sau mạnh nhanh lần nữa trở về, đem tiêu giao các tối cường 20 cái thượng tiên mang theo trở về. Cái này 20 người gia nhập tiêu giao các mấy năm, mà lại đạt được rất nhiều tiên thạch, đối với tiêu giao các hẳn là có chút trung thành. Còn lại 30 người chiến lược không mạnh, coi như điều đến cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Giang giật lặp đi lặp lại hỏi thăm mọi người am hiểu bản lĩnh cùng tiên thuật, sau đó để mọi người xuống dưới, một mình hắn tiếp tục bài binh bố trận. Phía ngoài tiên trận từng cái thành lập, Giang giật thôi diễn nửa ngày về sau, đem ba cái thượng tiên gọi vào, để bọn hắn đi bố trí huyễn trận. Cái này ba cái thượng tiên bố trí huyễn trận bản lĩnh đều rất mạnh, coi như cường đại thượng tiên đều có thể sẽ bị mê hoặc. Đồng thời Giang Giật điều tập mấy cái khác thượng tiên, để trong đó một cái thượng tiên mang theo bọn hắn đi bố trí cơ quan, còn lại thượng tiên bị Giang Giật triệu tập đi thiên ma lâu đài phụ cận. Giang Giật đem tất cả mọi người điều động, mạnh nhanh càng bận rộn. Hắn triệu tập còn lại 30 tên thượng tiên đi tụ lại thiên ma phong sở hữu thượng tiên, thuận tiện điều tra thanh hộp hành tung vân vân. Thanh Hộc biến mất, sau khi lấy được tin tức này, mạnh nhan sắc mặt thoáng cái thay đổi. Sáu người kia đến tin tức Thanh Hộc xem ra sớm liền biết, hắn đoán được giang giật sẽ đối với hắn ra tay, sở dĩ sớm ẩn chui. Thiên ma phong rất lớn, thật muốn đem thiên ma phong chuyển lần lời nói, không có một hai năm là không thể nào. Trong khoảng thời gian này xây dựng rất nhiều truyền tống tiên trận, rút ngắn thật nhiều thời gian này. Nhưng muốn triệt để điều tra một lần ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng, sáu người kia chẳng mấy chốc sẽ tới đã không có thời gian đi tìm. Tin tức truyền đến Giang Giật nơi này, Giang Giật cũng không có quá để ý, không bằng hắn thêm điều tập 10 cái thượng tiên, tại động phủ phương viên trăm vạn lý tách ra ẩn núp. Hơn nữa còn bố trí rất nhiều cơ quan nhỏ, những này thượng tiên ẩn núp tác dụng liền là mật báo, còn lại hết thảy mặc kệ. Giang Giật minh xác nói cho tất cả mọi người lần này lại có mấy cái cường đại đối thủ đột kích. Giang Giật không yêu cầu bọn hắn xuất chiến, chỉ cần dựa theo phân phó của hắn hoàn thành nhiệm vụ là được, sáu người này cùng thanh hộc hắn một người giải quyết. Tiêu giao các người đã sớm đoán được muốn xảy ra chuyện, đạt được giang giật minh xác thông cáo về sau, mọi người như chút được gánh nặng, đối giang giật triệt để kính phục. Hai hổ tranh chấp, bọn hắn những này tiểu lâu lâu một cái đều đắc tội không tầm thường, cũng tỉ như lần trước giang giật cùng thanh hộc đại chiến, thanh hộc cuối cùng ngược lại là không có việc gì, thanh hộc bang rất nhiều người đều thảm rồi. Giang giật không cho bọn hắn xuất chiến, chỉ cần giúp một chút chuyện nhỏ. Không chính diện đối kháng xuất thủ, bọn hắn phi thường vui lòng hỗ trợ, dù sao Giang giật đại biểu cho ích lợi của bọn hắn. Giang giật bại, bọn hắn về sau cũng không có một ngày tốt lành qua. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Giang giật các loại bố trí đã vào vị trí của mình, toàn bộ thiên ma phong tràn ngập khí thức một ngạt, liền chờ kia sáu vị thượng tiên đã tới. Ba ngày thời gian vừa đến, thiên ma lâu đài truyền ra ngoài đưa trận quang mang lấp lánh, sáu bóng người ra trong truyền tống trận. Sáu người này lại là chia làm hai phái, vừa ra truyền tống trận tựu ba người tụ tập cùng một chỗ. Bên trái ba người theo thứ tự là một người đầu chọc trắng hán, một cái tuyệt thế đại mỹ nhân, còn có một cái toàn thân đều bao phủ tại bên trong hắc bào lão giả. Bên phải ba người dẫn đầu là một cái tóc nâu đạo bào trung niên nhân, khí độ phi phàm, tướng mạo nho nhã. Hắn mang theo một cái sắc mặt âm tàn tiểu tử, còn có một cái bề ngoài thanh niên bình thường. Xa xa xa, thiên ma lâu đài bên trong đại môn mở ra, tường hoa thượng tiên mang theo thê tử của hắn cùng một cái khác trông coi đi tới. Hắn nhìn lướt qua trong mọi người tâm thở dài, sáu người này rõ ràng không giống như là đến phục dịch, rõ ràng là tìm đến sự tình. Nhất là tráng hán đầu chọc phó cường thượng tiên, ánh mắt nhìn hắn đều không có nửa điểm cung kính, ngược lại là cư cao lâm hạ xem thường. Tường hoa thượng tiên lười nhắc cùng đám người này nói nhảm, bàn giao vài câu dẫn người rời đi. Chờ bọn hắn tiến vào tòa thành, phó cường ánh mắt nhìn về phía nho nhã trung niên nhân hỏi, Thác bà thượng tiên trực tiếp tìm người làm, đừng nóng vội. Thác bà thượng tiên sờ lên cái cằm dâu dài nói, vẫn là trước liên hệ thiếu chủ nhà ta đi. Mặc Mặc tình huống lại nói, Hồ Tam Đao liên hệ thiếu chủ. Thác bà thượng tiên ánh mắt nhìn lướt qua sau lưng tiểu tử, cái sau lấy ra một khối tiên phù đưa tin, chỉ là một lát tự có tin tức truyền đến. Hồ Tam Đao bẩm báo nói, thiếu chủ đưa tin, nói giam giật ngay tại tìm hắn. Giờ phút này hắn tại Tây Bắc biên cất giấu, muốn đổi tới ít nhất phải mười ngày, quá phiền toái.